Thì các anh chị cũng biết là dạ, trong cái cuộc livestream lần thứ hai của Hà Linh thì KOL Hà Linh đã dạ đánh sập luôn cái giỏ hàng Đông Nam Á các anh chị. Đó, người ta mua hàng cùng một lúc đó các anh chị mà sập luôn cái giỏ hàng của TikTok ở Đông Nam Á luôn. Ở Đông Nam Á luôn chứ không riêng về Việt Nam nha các anh chị. Thì đó là một cái sức ảnh hưởng cực kỳ kinh khủng. Cực kỳ kinh khủng nha. Còn nói về những cái dạ, những cái ở ngoài Trung Quốc đi các anh chị. Thì khi có những cái dạ, có những cái người ta livestream người ta bán rất là nhiều thứ các anh chị và kiếm doanh thu một đêm là cả triệu đô luôn. Cả vài chục triệu đô chứ không phải là 1 triệu đô đâu. Hay là phạm tội các anh chị, trong một livestream 24 giờ doanh thu là 1 triệu đô la, 24 tỷ các anh chị. Livestream trong 24 giờ doanh số là 24 tỷ, kinh khủng không ạ? Đó, thì đó là một cái hình thức mà TikTok hỗ trợ. TikTok hỗ trợ thì chúng ta có thể là bán hàng được trên nền tảng TikTok Shop. Đó. Rồi, cái hình thức thứ hai là gì ạ? Hình thức thứ hai cũng rất là hay mà mình đánh giá là cái nền tảng này rất là tuyệt vời các anh chị, đó là hình thức là làm video. Chúng ta chỉ cần bỏ thời gian ra, chúng ta sáng tạo nội dung, chúng ta quay video, chúng ta edit chỉnh sửa video và sau đó chúng ta đăng lên cái kênh TikTok của mình và sau đó chúng ta có thể là gì ạ? Gắn được một cái đường link bên dưới, gắn được một cái gì ạ? Một cái đường link giỏ hàng bên dưới nè, chúng ta có thể gắn được cái giỏ hàng bên dưới và khách hàng người ta lướt xem cái video của mình, lướt xem cái video của mình, sau đó người ta có thể là gì ạ? Mua một cái sản phẩm nào đó trong cái giỏ hàng của mình, trong cái giỏ hàng của mình như thế này, trong cái giỏ hàng như thế này là cái gì? Thì đây là một cái hình thức mà TikTok hỗ trợ hoàn toàn miễn phí luôn các chị, hoàn toàn miễn phí và nó rất là hay và nó rất là hay. Mình đánh giá cái này cực kỳ tuyệt vời luôn các chị. Và sắp tới hàng Facebook nè hay là hàng YouTube nó cũng sẽ cho ra đời là gì ạ? Ví dụ như Facebook thì sẽ có là Facebook Reel và cũng có đời hãy được gắn giỏ hàng bên dưới như thế. Và đây là cái thời cơ, đây là cái cơ hội để các anh chị có thể là gì ạ? Tiếp cận được hàng triệu khách hàng trên online thông qua những cái nền tảng như là Facebook, TikTok và YouTube để chúng ta có thể là bán hàng, để chúng ta có thể bán hàng trên những cái mạng xã hội này hay các chị, trên những cái mạng xã hội này. Thì đây là một hình thức rất là tuyệt vời luôn các chị. Bao nhiêu các chị ở đây đã từng mua hàng theo cái dạng là gì ạ? Là chúng ta gặp video, sau đó chúng ta bấm vào cái gì ạ? Cái giỏ hàng chúng ta mua ạ? Có mà. Có thì các chị comment số 1 bên dưới đi ạ. Có thì các chị comment số 1 bên dưới đi ạ. Có thì các chị có thể là comment số 1 bên dưới nha. Rồi, có rất là nhiều luôn đúng không các anh chị, có rất là nhiều người đã mua hàng theo hình thức này. Và hình thức cuối cùng, hình thức thứ ba đó là gì ạ? Là chúng ta chạy quảng cáo TikTok đó gì ạ? Các anh chị hình dung nè, bất kỳ một cái nền tảng mạng xã hội nào rồi nó cũng sẽ bóp tương tác đúng không ạ? Tại vì sao ạ? Cái việc mà nó cho chúng ta sử dụng một cái app miễn phí, một cái nền tảng miễn phí thì dĩ nhiên là nó gì ạ? Để nó thu hút người dùng vào cái app ứng dụng đó, vào cái ứng dụng đó đúng không? Giống như là Facebook nè, 74 triệu người dùng. TikTok là 54 triệu người dùng, YouTube nữa, đúng không các chị? Thì sau đó nó làm gì ạ các chị? Chắc chắn là nó sẽ bớt tương tác để chi ạ? Để chúng ta tập trung cho những người bán hàng để người ta quảng cáo. Tại vì vậy nền tảng nó họ có người dùng, họ có lượng người dùng rất là lớn. Thì chúng ta muốn bán được hàng thì chúng ta phải bỏ chi phí ra chúng ta quảng cáo, đúng không? Chúng ta còn phải bỏ ngân sách ra chúng ta quảng cáo để gì ạ? Để nền tảng nó mới thu tiền về để nó duy trì được gì ạ? Duy trì được nền tảng chứ. Cái gì cũng miễn phí hết thì lấy gì nó sinh sống đúng không các chị? Đúng không? Thì quảng cáo là cách nhanh nhất để chúng ta bán được hàng. Và ở đây nó có hai hình thức quảng cáo rất là tuyệt vời các anh chị. Đầu tiên là quảng cáo để chúng ta gắn giỏ hàng trực tiếp bên dưới để chúng ta bán hàng. Hai là gì ạ? Quảng cáo chuyển đổi về một cái trang landing page hay là một cái trang website để chúng ta bán hàng trực tiếp trên cái trang bán hàng đó. Thì chút xíu Cảnh sẽ đi vào cái phần quảng cáo, Cảnh sẽ nói chi tiết hơn về cái phần quảng cáo ha. Thì đây là gì ạ? Đây là ba hình thức mà chúng ta đang có thể là bán hàng trực tiếp trên TikTok Shop. Dĩ nhiên chúng ta phải tạo ra được một cái giỏ hàng, dĩ nhiên chúng ta phải tạo ra được một cái shop trên nền tảng TikTok trên nền tảng TikTok ha. Rồi, bao nhiêu các anh chị thấy cái này rất là hay ạ? Thì các anh chị comment dưới là hay giúp em nè, hay không ạ? TikTok nó hỗ trợ chúng ta ba cách để chúng ta bán hàng được trên TikTok shop hả? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua gì ạ? Đi qua những cái gì ạ? Đầu tiên Cảnh sẽ chia sẻ với các anh chị, ngày hôm qua Cảnh đã chia sẻ với các anh chị là các lưu ý khi chúng ta xây kênh, các lưu ý khi chúng ta làm kênh rồi. Thì ngày hôm nay Cảnh sẽ chia sẻ với các anh chị 4 tiếng nội dung chính để chúng ta làm video cho kênh của mình. Ở đây các anh chị hình dung nè, ở ngoài kia có rất là nhiều anh chị gặp một cái sai lầm là gì? Là chúng ta chỉ tập trung, ví dụ như chúng ta bán hàng,
chúng ta bán một cái sản phẩm về tai nghe đi, chúng ta bán một cái sản phẩm về một cái cuốn sách, chúng ta làm một cái sản phẩm về bán về sản phẩm về sức khỏe, nhưng mà chúng ta chỉ tập trung vào cái nội dung là bán hàng thôi, thì nó gì ạ? Nó mang một cái sự nhàm chán cho người xem, đúng không ạ? Cứ gặp kênh là bán hàng, bán hàng, bán hàng, cứ gặp gì ạ? Gặp video là cứ bán hàng, bán hàng, giảm giá ưu đãi, giảm giá ưu đãi hoài. Thì theo các anh chị, khi mà các anh chị gặp một cái kênh nào đó, một cái kênh nào đó mà họ cứ suốt ngày họ bán hàng hoài, thì các anh chị có theo dõi kênh đó không? Các anh chị có mua hàng và theo dõi kênh đó không? Chắc chắn là không, đúng không các anh chị? Không thì các anh chị comment số 0 giùm em đi ạ. Đúng không? Nó không có một cái giá trị nào hết để mang lại cho mình xem, thì mình dạ, mình sẽ không follow, hoặc là mình sẽ không theo dõi, thậm chí là mình không ủng hộ họ. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta gì ạ? Chúng ta đừng phạm một cái sai lầm đó. Chúng ta phải có nhiều cái nội dung để chúng ta xây cho kênh của mình. Thì ở đây Cảnh sẽ chia sẻ các anh chị 4 cái tiếng nội dung chính để chúng ta làm cho kênh của mình ha, để nó đa dạng nội dung, để nó đa dạng nội dung. Cái tiếng nội dung đầu tiên là các anh chị có thể là chia sẻ về tin tức. Ví dụ như các anh chị kinh doanh về một cái sản phẩm giáo dục, về một cái sản phẩm ví dụ như là chứng chỉ IELTS, về học Anh văn đi, Cảnh nói ví dụ ha. Thì chúng ta gì ạ? Có thể là chia sẻ những cái thông tin hữu ích xoay quanh về cái gì, những cái trường học, những cái trường học thì thí sinh cần phải bao nhiêu điểm về, hoặc là có đạt được một cái chứng chỉ IELTS bao nhiêu điểm Anh văn đó thì mới được thi vào trường, đổ vào trường đại học đó. Thì đó cũng là một cái thông tin, một cái thông tin về thời sự các anh chị. Hay là gì, ví dụ như là cái kênh là bán là Thuận Thiên, ví dụ là viên nén mật ong các anh chị, thì bạn ấy làm rất là nhiều cái video chia sẻ về những cái tin tức, về những cái tin tức thời sự, hay là quay về những cái nhà máy của Thuận Thiên ví dụ đấy. Thì đó cũng là một cái cách để chia sẻ về tin tức xoay quanh về cái sản phẩm của mình, xoay quanh về cái sản phẩm của mình ha. Rồi cái tiếng nội dung thứ hai chúng ta cần phải làm đó là gì ạ? Chúng ta dạ tập trung vào trao giá trị cho cộng đồng, tập trung vào trao giá trị cho người khác. Ví dụ như là gì? 5 dấu hiệu nhận biết của một người chồng. Ví dụ như là 5 dấu hiệu để biết được là chồng mình có ngoại tình hay không. Đó cũng là một cái video chia sẻ về một cái kiến thức để cho người ta biết được là gì ạ? Chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm kiến thức của mình trong cuộc sống. Ví dụ như là gì? 3 dấu hiệu để nhận biết được bạn có bị ung thư hay không. Ví dụ vậy. Hay là gì? 5 dấu hiệu thể hiện một người đang bị tiểu đường. Đó. Thì những người mà người ta đang làm gì dinh dưỡng này nọ các anh chị, thì người ta sẽ nhận, người ta sẽ chia sẻ rất là nhiều video đó. Ví dụ vậy. Hay là gì ạ? Chia sẻ những thông tin hữu ích đến cho khách hàng. Ví dụ như là 3 cách chọn sạc cho iPhone, 3 cách sẽ giết chết điện thoại iPhone của bạn. Đó. Thì mình dạ, mình chia sẻ nhiều cái giá trị như thế để cho khách hàng dạ họ nhận định mình là một chuyên gia trong cái lĩnh vực này, họ sẽ follow kênh của mình, họ sẽ theo dõi mình, và một ngày nào đó họ sẽ mua hàng với mình. Tại vì bán hàng nó phải trải qua gì ạ các chị, nó phải trải qua 4 bước đúng không ạ? Biết, thích, tin, mua. Đầu tiên phải cho mình, người ta biết được là mình đang kinh doanh sản phẩm dịch vụ gì. Và mình sẽ làm những video cho người ta thích mình trước, người ta tin, có niềm tin với mình, và mình khẳng định với người ta là mình là một chuyên gia trong cái lĩnh vực đó, để cho khách hàng họ tự nhận định mình là chuyên gia. Ví dụ mình làm video về mình bán bất động sản đi, thì mình sẽ chia sẻ rất là nhiều kiến thức hữu ích về bất động sản để cho khách hàng nắm được. Và khi người ta có nhu cầu, người ta quan tâm về bất động sản, thì cái người đầu tiên người ta nghĩ tới là mình, đúng không? Thì mình phải định hình mình là chuyên gia trong mắt khách hàng. Ngày hôm qua anh đã nói rồi, chúng ta phải định hình cho khách hàng biết mình là chuyên gia trong mắt khách hàng ha. Thì cái giá trị, cái tiếng nội dung thứ hai chúng ta cần tập trung vào khá là nhiều, đó là trao giá trị cho người khác. Đừng tập trung quá nhiều vào bán hàng các chị, mà hãy tập trung trao giá trị. Các chị nhớ nguyên tắc thành công trên online này các chị: 80% chia sẻ, 20% bán hàng. Các chị comment giúp em bên dưới là 80-20 đi ạ. Các chị giúp em comment bên dưới là 80-20 đi ạ. Đây là công thức thành công trên mạng xã hội nha các chị. Chúng ta đừng tập trung bán quá nhiều, cứ tập trung cứ bán, đó là một sai lầm. Mà chúng ta hãy tập trung chia sẻ những cái giá trị có ích cho cộng đồng. Thì chúng ta sẽ có một cái công thức, đó là 80-20, 80% chia sẻ, 20% còn lại là chúng ta bán hàng, đúng không? 20% còn lại là chúng ta bán hàng. Rồi tiếp theo là gì? Cái tiếng nội dung thứ ba chúng ta cần phải xây dựng, đó là gì? Là chúng ta nên quay những cái video cảm nhận của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. Chúng ta lấy những cái câu chuyện thực tế của khách hàng để chúng ta khai thác làm chủ đề cho video của mình. Thì nó cũng sẽ tạo niềm tin hơn cho những anh chị, những người mà đang quan tâm về cái kênh của mình, và khi người ta muốn ra quyết định mua hàng thì người ta có coi những cái video này, người ta cũng có niềm tin hơn để người ta mua hàng. Cái tiếng nội dung thứ tư là gì ạ?
cái tiếng nội dung thứ tư là chúng ta sẽ tập trung vào bán hàng. Bán hàng thì chúng ta sẽ đưa ra những cái chương trình giảm giá, ưu đãi, tặng quà cho khách hàng để tăng tỷ lệ chuyển đổi, để tăng tỷ lệ chuyển đổi ha. Thì đây là bốn tiếng nội dung chúng ta cần phải xây dựng cho cái kênh của mình, chứ đừng tập trung vào một nội dung một, đó là bán hàng, đó là bán hàng ha. Để chúng ta làm vậy nó đa dạng video, nó đa dạng nội dung cho người xem, cho cái kênh của mình nó không bị nhàm chán, nó không bị nhàm chán. Bao nhiêu các chị thấy cái chiến lược này rất là hay thì các chị comment bên dưới là hay giúp Cảnh đi ạ. Comment dưới là hay giúp em nha. Và em rất là biết ơn về những cái comment của các anh chị, tại vì thật sự là gì ạ? Em đang ngồi và nói chuyện với cái laptop. Em đang ngồi và nói chuyện với cái laptop với các anh chị nên là gì ạ? Em có một cái điện thoại nè. Thì em nhìn thấy những cái comment của các anh chị nó giúp cho em có một động lực hơn để chia sẻ tốt hơn cái bài trình bày của mình. Được không ạ? Rồi, cảm ơn các anh chị nha. Anh chị nào cảm thấy hay thì các anh chị comment hay bên dưới giúp em. Rồi, ở đây một điều đó là gì ạ? Các anh chị không còn phải chụp màn hình lại đâu. Sau lớp học buổi tối nay nữa, sau lớp học ngày hôm nay thì tất cả những cái slide này em tặng hết cho các anh chị. Tuyệt vời không ạ? Các anh chị đã từng học rất là nhiều cái Zoom khác rồi đúng không? Nhưng mà ở đó là em biết một điều là ít ai sẽ tặng gì ạ? Ít ai sẽ cho các anh chị những cái slide. Tại vì slide là một cái gì ạ? Một cái sản phẩm trí tuệ của Cảnh mà, hoặc là của những chuyên gia khác thì người ta sẽ không tặng cho mình đâu. Còn ở đây là gì ạ? Cảnh sẵn sàng tặng hết cho các anh chị để các anh chị có thể là gì ạ? Xem đi xem lại nhiều lần để các anh chị có thể là áp dụng cho công việc của mình. Áp dụng cho công việc của mình ha. Thì đây là những cái slide mà Cảnh bỏ công sức ra Cảnh soạn, thì nó là cái tài sản của Cảnh, nhưng mà Cảnh sẵn sàng tặng cho các anh chị ha. Rồi, thì ở đây là anh chị nào mà chưa vào nhóm á thì các anh chị tranh thủ vào nhóm nha. Rồi nhờ trợ lý gửi nhóm lên giùm anh nha. Em tạm thời tắt Zoom cái nha các anh chị. Quên, em tạm thời là tắt ô chat. Để cho những người khác không có gửi những cái link bậy bạ lên. Rồi nhờ trợ lý gửi cái đường link lên giùm. Cái đường link này là một cái nhóm mà các anh chị, cái nhóm Zalo thôi, chả có gì đâu. Các anh chị bấm vào cái nhóm này để các anh chị tham gia vào cái nhóm của Cảnh. Và cái nhóm này cũng không bán hàng gì hết á. Cái nhóm này chỉ gửi tài liệu và gửi những cái gì mà em có thể tặng được. Ví dụ như ngày hôm qua em đã tặng cho các anh chị một cái video, đó là tạo ra hàng ngàn cái Gmail, hàng trăm cái Gmail chỉ bằng một số điện thoại thôi. Chỉ bằng một cái điện thoại chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều Gmail khác nhau. Hay là thậm chí là Cảnh tạo ra, Cảnh tặng cho các anh chị một cái video là hướng dẫn các anh chị làm một cái gì, một cái logo cực kỳ nhanh chóng trong vòng chưa tới một phút bằng Canva đó. Nói chung là trong nhóm này Cảnh tặng được cái gì Cảnh sẽ tặng ha các anh chị. Cảnh tặng được cái gì Cảnh sẽ tặng. Còn dĩ nhiên nếu anh chị nào mà muốn đi chi sâu hơn, muốn có thể là được đồng hành cùng với Cảnh trọn đời và được đội ngũ bên Cảnh hỗ trợ, và thậm chí là được học offline, đi học offline gặp Cảnh bằng xương bằng thịt luôn, và Cảnh cầm tay chỉ việc cho các anh chị ngay tại lớp, ngay tại lớp Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cảnh sẽ tổ chức hai đầu nha các chị. Mỗi một tháng sẽ có một lớp, mỗi một tháng sẽ có một lớp. Nên là anh chị nào mà có nhu cầu á thì cuối chương trình đi. Cái này chúng ta sẽ nói sau. Cuối chương trình Cảnh sẽ đưa ra một cái offer, một cái chương trình để giới thiệu với các anh chị, đồng ý không? Còn bây giờ chúng ta cứ tiếp tục học ha. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục học. Rồi các anh chị cứ bấm vào đường link vào nhóm ha, vào nhóm. Sau lớp học ngày hôm nay trợ lý sẽ gửi toàn bộ cái slide lên cho các anh chị ha, để các anh chị có thể lưu về. Để các anh chị có thể lưu về ha. Viết gì đó xuống đó, không biết phải viết gì, không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ ngồi. Sau đó anh cảnh giác theo dõi từng cử động của hai người, đợi cho đến khi cả hai rời. Rồi, đây là bốn tiếng nội dung chúng ta cần áp dụng cho cái việc xây kênh của mình ha, để tránh cái sự nhàm chán cho người xem, để tránh cái sự nhàm chán cho người xem nha các anh chị. Rồi bây giờ tiếp theo là các anh chị, Cảnh sẽ đi tổng quan về cái thị trường phát triển của thương mại điện tử tại trên thế giới và tại Việt Nam. Thương mại điện tử đã nhanh chóng phát triển nè các chị. Các nhà bán lẻ với quy mô mục tiêu toàn cầu trên thế giới đã nhận ra từ giờ thương mại và thương mại điện tử là một hình thức thống nhất. Năm 2020 và 2021 thì đã có là 4.28 nghìn tỷ đô la doanh số thương mại điện tử bán lẻ trên toàn cầu, bán lẻ trên toàn cầu luôn. Các anh chị hình dung nè. Thì cái thời điểm này là anh chị nào cũng biết rồi đúng không? Đó là thời điểm dịch. Đúng không ạ? Thời điểm dịch thì nhà nhà online, người người online, đúng không? Lúc đó là gì ạ? Có những người là người ta trước giờ người ta không thích mua online nhưng bắt buộc phải mua. Tại vì không mua là gì ạ? Là không sống được. Đúng không các anh chị? Không mua là gì ạ? Không có duy trì được cái cuộc sống hàng ngày. Và lúc đó là gì ạ? Những người khó tính nhất cũng bắt đầu qua cái thị trường online. Thì vì lý do đó thì thương mại điện tử nó phát triển thôi. Rất là đơn giản đúng không các anh chị? Do nhu cầu xã hội đúng không? Do nhu cầu xã hội nữa. Rồi, thứ hai là gì ạ? Khả năng phát triển thương mại điện tử rất là lớn, 18% trung bình tăng trưởng trung bình về doanh số thương mại điện tử của Việt Nam năm 2021. Đúng không? Rồi, ở đây là các anh chị. Ở đây là TikTok là gì ạ? Nó đo lường nè các anh chị, nó đo lường, nó lấy ý kiến người dùng để nó đưa lên là sao?
Ví dụ như là nó khảo sát ý kiến người dùng là đã có gì ạ? 74% người dùng người ta nói là gì ạ? Nhờ TikTok mà đã khích lệ họ tìm hiểu thêm về một cái nhãn hiệu hoặc là một cái sản phẩm nào đó, hoặc là một cái sản phẩm nào đó ha. Đó, 74% người dùng người ta đã nói là nhờ TikTok mà đã khích lệ cho họ tìm hiểu thêm một cái nhãn hiệu hoặc là một cái sản phẩm nào đó trên nền tảng TikTok. Rồi 66% người dùng người ta nói là gì ạ? TikTok đã giúp tôi TikTok đã giúp tôi để quyết định nên mua cái gì, nên mua cái gì ở trên nền tảng của TikTok luôn, người ta có thể tìm kiếm trên đó. Hoặc là 67% người dùng đã nói là gì ạ? Người ta đã nói là nhờ TikTok đã khuyến khích tôi mua sắm ngay cả khi tôi không có ý định mua. Các anh chị hình dung ở đây nè, ở đây là một cái TikTok nó một nền tảng hoàn toàn khác biệt so với những người khác luôn các anh chị, so với những nền tảng khác luôn. Ở đây có một cái rất là hay, đó là gì? Đó là gì ạ? Trên nền tảng TikTok mình không có nhu cầu mua sắm luôn các chị. Ví dụ như là bây giờ mình tự động mình lướt TikTok và tự nhiên mình thấy một cái sản phẩm nào đó là mình mua luôn. Ví dụ như đây, xung quanh Cảnh là có rất là nhiều cái sản phẩm mà Cảnh đã mua trên nền tảng TikTok ha. Ví dụ như đây là một cái poster của thần tượng của mình là Ronaldo đó. Thì trước đây Cảnh có không có khái niệm là Cảnh sẽ mua những cái poster này đâu. Thì thời kỳ mà World Cup đó các chị, thì Cảnh lướt TikTok thì Cảnh vô tình Cảnh thấy thấy bạn bạn Win Poster bạn làm video khá là hay. Và tự nhiên cái gì ạ? Mình bấm vô mình mua hàng luôn các chị. Mình bấm vô mình mua hàng luôn. Trong khi đó là mình chưa có nhu cầu. Thật sự trước đó là mình chưa có nhu cầu luôn. Bao nhiêu các anh chị thấy cái này rất là hay ạ? Thì ở đây là gì ạ? Ý mình muốn nói là gì? Là các anh chị chỉ cần phát triển nội dung video của mình thôi. Thì có khả năng người lạ người ta sẽ mua những cái sản phẩm của mình trên nền tảng TikTok. Mà chúng ta chưa cần phải quảng cáo luôn các anh chị. Chưa cần phải quảng cáo luôn. Hay không ạ? Hay không ạ? Hay thì các anh chị comment với là hay giúp em nhỉ? Hay thì các anh chị comment với là hay giúp em đi ạ. Các anh chị hiểu không ạ? Người ta có thể là mua sắm một cách ngẫu nhiên hoặc là một cách là gì ạ? Một cách rất là ngẫu nhiên trên nền tảng mạng xã hội TikTok luôn các anh chị. Cho dù trước đó người ta chưa có nhu cầu. Nhất là gì ạ? Những cái đồ điện tử các anh chị. Ví dụ như là tai nghe nè, hay là ốp lưng nè, hay là sách nè, có rất là nhiều thứ, có rất là nhiều thứ trên nền tảng TikTok mà chúng ta có thể là mua, bắt chợt chúng ta gặp và chúng ta mua luôn. Hay là đồ chơi trẻ em nè, hay là quần áo nè các anh chị. Rất là nhiều cái sản phẩm khác nhau. Đó. Rồi. Và cái quy trình các chị, cái quy trình mà mua sắm nó diễn ra cực kỳ nhanh chóng trên TikTok luôn các chị, rất là dễ dàng luôn. 54% người dùng TikTok cho biết là gì? Họ đã mua những gì họ thấy trên TikTok nhiều hơn bất kỳ một nền tảng nào khác. Và cái quy trình mua sắm nó cũng diễn ra gì? Nó diễn ra rất là nhanh chóng luôn các chị. Cái quy trình mua sắm nó diễn ra rất là nhanh luôn. Ở đây có anh chị nào đã từng mua một cái sản phẩm nào trên TikTok rồi? Thì các trên TikTok rồi, trên TikTok rồi. Thì các anh chị thấy nó nhanh, thấy nó dễ không ạ? Bao nhiêu các anh chị thấy nó dễ, chỉ cần ba nút chạm thôi đúng không? Chỉ cần bấm 1, 2, 3, bấm 3 cái thôi thì hàng đã được gửi trực tiếp về nhà cho chúng ta rồi. Bao nhiêu các anh chị thấy dễ, các anh chị comment với là dễ giúp em nè, dễ mà. Bao nhiêu các anh chị đã từng mua một cái sản phẩm nào đó trên TikTok rồi? Thì các anh chị dạ, các anh chị bấm chữ dễ bên dưới giúp em nè. Chúng ta chỉ cần bấm 3 nút thôi các anh chị, 3 nút thôi. Chúng ta chỉ cần bấm 3 nút thôi thì ngay lập tức chúng ta đã đặt hàng thành công. Và chúng ta coi được gì ạ? Chúng ta coi được cái sản phẩm đó nó đã được chuyển hay đã được giao luôn chưa? Rất là hay ha. Trên nền tảng TikTok hết các chị, trên nền tảng TikTok đó, rất là nhanh chóng luôn các chị, rất là nhanh chóng luôn. Và rất là nhiều ông lớn đã già đã xuất hiện trên nền tảng TikTok rồi ha. Điển hình như là điện thoại Vivo nè, hay là kem đánh răng BSG nè các chị đó, rất là nhiều cái dạng những ông lớn đã xuất hiện trên nền tảng TikTok ha. Nó Demo ra hành học trình chưa? mua sắm rất là dễ dàng luôn các chị, rất là nhanh chóng luôn rất là nhanh chóng luôn ha. Rồi thì đó là cái gì ạ? Đó là những cái lý thuyết thôi các chị, đó là những cái lý thuyết, những cái slide đó Cảnh đã lấy được được cung cấp bởi TikTok Shop ở tại Việt Nam. Thì những cái đó Cảnh sẽ gửi cho các anh chị để các anh chị tham khảo nha. Đó là những cái con số thống kê thôi. Rồi tiếp theo là các chị, tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái sự bài phát đi. triển. Trên TikTok Shop nó sẽ có một cái phần rất là hay, đó là một phần tiếp thị liên kết. Tiếp thị liên kết hay còn gọi là Affiliate Program. Affiliate Program ha. Thì Cảnh đánh giá đây là một cái hình thức rất là hay mà TikTok tạo ra cho chúng ta để chúng ta có thể là bán hàng. Ở đây có hai hạng mục các chị, hai hạng mục rất là tuyệt vời luôn. Hạng mục đầu tiên là nó cho phép chúng ta chọn những cái gì, những cái người nổi tiếng trên nền tảng hay được gọi là những KOL, KOL nè, hay là KOC, KOC
KOC là những người có sức ảnh hưởng trên nền tảng mạng xã hội TikTok đó, hay là những mạng xã hội khác đó, ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như điển hình như là Phạm Thoại nè, có anh chị nào biết Phạm Thoại không? Các anh chị biết Phạm Thoại không ạ? Hay là Lộc Phụ Hồ, các anh chị biết không ạ? Biết không ạ? Các anh chị nào biết những nhân vật đó, các anh chị comment số 1 đi ạ. Comment số 1 bên dưới đi ạ. Hay là Chiến Thần Hà Linh nè, các anh chị biết không ạ? Hay là Kiên Review nè các anh chị, hay là Ông Giáo Review nè. Các anh chị biết những nhân vật đó không? Biết thì có anh chị comment số 1 bên dưới đi ạ. Thì những người đó được gọi là KOL, các anh chị. KOL là những người gì ạ? Những người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng, có một cái lượng fan khổng lồ, có một cái lượt người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội TikTok, trên kênh xã hội TikTok, thì nó được gọi là KOC, là những người nổi tiếng. Những người nổi tiếng ha. Thì ở đây TikTok nó tạo ra một cái sân chơi cho chúng ta là gì? Nó giờ nó public, nó public ra ngoài, nó có một cái chợ nhà sáng tạo ở đây nè các chị. Ở đây nó có một cái chợ nhà sáng tạo luôn. Đây, chợ nhà sáng tạo nè các chị. Chút xíu cảnh sát show cho các chị coi. Thì ở đây nó cho phép chúng ta kết nối với những người nổi tiếng này để có thể là bán sản phẩm cho mình, để có thể là bán sản phẩm cho mình. Dĩ nhiên mình sẽ chích một cái phần trăm hay là cái giá booking. Ví dụ như là các chị booking Phạm Thoại đi, thì chi phí mà mình biết đó phải là 200 tới 250 triệu cho một cái lượt live stream hay là một cái video. Ví dụ một video nó khoảng là vài chục triệu các anh chị, cảnh đón vậy thôi ha. Rồi ví dụ như là King Review nè, một cái video mà mình thuê King Review đi thì ít nhất cũng phải là từ 200 tới 50 triệu cho một video. Hay là gì ạ? Hay là Di Thẩm nè, Di Thẩm review các anh chị, Di Thẩm cũng vậy. Ví dụ như là một cái video mà để Di Thẩm review một cái sản phẩm nào đó thì ít nhất cũng là 40 tới 50 triệu, 40 tới 50 triệu cho một video đó. Hồi xưa thì các anh chị hình dung nè, ví dụ như là hồi xưa là chúng ta sẽ book ca sĩ đúng không? Ví dụ như chúng ta muốn mời ca sĩ về hát hội chợ hay là mời ca sĩ về hát đám cưới, thì chúng ta phải bỏ một cái chi phí mời, ví dụ như anh Đàm Vĩnh Hưng là 100 triệu đi đó, đúng không? Thì chúng ta bây giờ thì nó sẽ nó cũng có y chang như vậy các chị. Có rất là nhiều người, người ta không phải là diễn viên, không phải là ca sĩ, mà người ta vẫn có giá trị là gì ạ? Khi mà thuê những người đó thì chi phí nó khá là cao đó, thì nó gọi là, nó được gọi là booking các chị, booking KOL hay là KOC. Để gì ạ? Để phát triển cái sản phẩm của mình, để phát triển cái sản phẩm của mình. Các chị hình dung ạ? Bao nhiêu các chị hiểu những gì Cảnh đang nói, các chị comment dưới là số 2 đi ạ, để em biết là anh chị đang hiểu Cảnh nói nha. Các chị hình dung cho. Thì đây là một cái sân tơ, đây là một cái sân chơi rất là khá là tuyệt vời luôn mà thằng TikTok và thằng TikTok nó mở ra cho mình. Nó mở ra cho mình để mình có thể là bán hàng được nhiều hơn trên những cái nền tảng của nó, trên cái nền tảng TikTok Shop của nó ha. Rồi tiếp theo là gì các chị? Tiếp theo là một cái rất là hay nữa, cái thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta có thể là gì ạ? Cài đặt một cái mức hoa hồng nào đó, một cái mức hoa hồng nào đó để chúng ta gì ạ? Có thể là tạo ra một cái chương trình tiếp thị liên kết, tiếp thị liên kết, hay còn gọi là dạ affiliate marketing, affiliate marketing. Chúng ta tạo ra một cái mức hoa hồng. Các anh chị nhìn thấy nè, những cái sàn mà người ta đang bán trên trên TikTok Shop các anh chị, ví dụ như là người ta bán doanh thu một tháng là vài chục tỷ đi. Hay là những cái sản phẩm tới vài vạn đơn, vài vạn đơn, vài chục ngàn sản phẩm được bán trên nền tảng TikTok Shop, thì các anh chị hình dung nè, không phải một mình cái shop đó người ta chạy quảng cáo hay là một mình người ta làm video người ta bán đâu, mà có hàng ngàn người, có hàng ngàn người đang bán hàng cho họ trên nền tảng TikTok Shop, thì nó được gọi là chương trình affiliate tiếp thị liên kết. Affiliate tiếp thị liên kết ha. Ví dụ như Cảnh đi, Cảnh đang bán rất là nhiều sản phẩm nhưng mà Cảnh không hề nhập hàng về. Cảnh không nhập bất kỳ một cái sản phẩm nào về nhà của mình hết. Hình dung không ạ? Và Cảnh có thể là chọn bất kỳ một cái sản phẩm nào đó trên TikTok Shop và Cảnh bán, và Cảnh có hoa hồng. Và Cảnh có hoa hồng. Chút xíu Cảnh sẽ nói sâu hơn về cái phần affiliate tiếp thị liên kết ha. Ở đây các anh chị hiểu nè. Ví dụ như ở đây TikTok nó cho phép mình thiết lập một cái mức hoa hồng cho cái sản phẩm của mình. Ví dụ như là mình có một cái sản phẩm đi và mình thiết lập là 20% hoa hồng, 20% hoa hồng cho cái sản phẩm này, thì có một người nào đó người ta bán sản phẩm cho mình thì người ta giật được 20%. Các anh chị hiểu không ạ? Ví dụ như cái sản phẩm của mình là 100.000 thì giật người ta bán cho mình một cái sản phẩm đó thì người ta được 20% là 20.000, là 20.000. Hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Bao nhiêu các anh chị hiểu comment số 1 đi ạ? Hiểu comment số 1 dưới Cảnh đi ạ. Hiểu không? Thì đây là một cái chương trình mà thằng TikTok nó tạo ra, nó được gọi là affiliate program. Và rất là nhiều người, người ta áp dụng được đúng cái này nè các chị, người ta tạo ra dạng đơn trên TikTok Shop.
mà không phải là người ta một mình người ta bán đâu các anh chị, người ta kết hợp cả hai. Ví dụ như người ta kết hợp với chương trình là KOL, KOL nè, người ta thuê những KOL về để bán hàng cho họ, để phát triển cái sản phẩm cho họ. Thứ hai là người ta sẽ thiết lập một cái mức hoa hồng, và sau đó gì ạ? Sau đó người ta làm video, người ta làm video hướng dẫn cho người khác có thể là bán tiếp thị liên kết cho họ. Thì họ có rất là nhiều người đang bán hàng cho họ. Thì với hai hình thức này họ mới tạo ra được gì ạ? Vạn đơn nha. Với hai hình thức này họ mới tạo ra được vạn đơn trên TikTok Shop, trên TikTok Shop nha. Bao nhiêu các anh chị thấy cái này hay ạ? Comment dưới là hay ạ. Anh chị nào thấy cái này hay comment dưới là hay đi ạ. Hay không ạ? Và ở đây này các anh chị, các anh chị có muốn biết cái bí quyết để chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta có thể là áp dụng tốt cái chương trình này không ạ? Anh chị nào muốn biết ạ? Anh chị nào muốn biết comment dưới là muốn đi ạ. Comment dưới là muốn đi ạ. Đây là cảnh sẽ chia sẻ ngày hôm nay, cảnh chia sẻ các anh chị một cái bí quyết luôn ha các anh chị, để chúng ta có thể áp dụng tốt hai chiến lược này, để chúng ta có thể là bán hàng bùng nổ trên TikTok Shop, bùng nổ trên TikTok Shop nha. Rồi, đây là những cái chiến lược chuyên sâu mà có thể là các anh chị học những cái khóa học ngoài kia vài chục triệu, vài triệu tới vài chục triệu các anh chị, nhiều các khóa học cũng không chia sẻ cho các anh chị những cái kiến thức này đâu, những cái kinh nghiệm này đâu các anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ chia sẻ các anh chị một cái kinh nghiệm này để các anh chị có thể áp dụng được vào cái công việc kinh doanh của mình. Áp dụng được hai cái tiêu chí này vào công việc của mình luôn, vào công việc của mình luôn ha. Rồi, ngày hôm nay cảnh sẽ chia sẻ các anh chị một cái chiến lược để chúng ta có thể là gì áp dụng tốt, để chúng ta có thể là, thứ nhất là thuê KOL nè. Thứ nhất là chúng ta tìm kiếm KOC, KOL hoặc là KOC hợp lý. Ví dụ như các anh chị hình dung, bây giờ chúng ta là một cái shop nhỏ, chúng ta đang phát triển cái sản phẩm của mình, thì bây giờ chúng ta đâu có chi phí đâu tới 200 triệu, 200 triệu để chúng ta thuê Phạm Thoại, đúng không? Hay là 1 tỷ 2, 1 tỷ 2, 1 tỷ 2 theo cảnh biết nha, cảnh dự đoán thôi nha. Để mà giờ để thuê Hà Linh, chiến thần Hà Linh. Các anh chị hình dung chưa? Theo các anh chị những cái chi phí này có cao không? Cao, cao thì các anh chị comment với là cao giúp cảnh đi ạ. Cao giúp cảnh đi ạ. Để cảnh chia sẻ một cái chiến lược để các anh chị gì ạ? Các anh chị có thể là gì ạ? Tìm kiếm được những cái KOL hay là KOC hợp lý. Để gì ạ? Để chúng ta có thể là bán được cái sản phẩm dịch vụ của mình. Đúng không? Những cái chi phí này khá là cao so với cái shop của mình, so với cái sản phẩm dịch vụ của mình, đúng chưa? Thì ở đây ngày hôm nay cảnh sẽ chia sẻ các anh chị một cái tư duy để chúng ta tìm kiếm hợp lý KOC, để chúng ta phát triển cho cái sản phẩm của mình. Ở đây là các anh chị hình dung nè, chúng ta chỉ cần gì ạ? Các anh chị hình dung nè, cảnh sẽ kể một câu chuyện, ví dụ cho các anh chị hình dung, đây lấy câu chuyện gì đây? Ví dụ như là Đàm Vĩnh Hưng đi. Khi mà anh Đàm Vĩnh Hưng chưa nổi tiếng nha, khi mà Đàm Vĩnh Hưng chưa nổi tiếng, thì có một cái bầu show nào đó mời Đàm Vĩnh Hưng về. Hưng ơi, em về đây tối nay hát ở bầu show của anh nha, anh trả cho em 500.000 được không? Em có nhận show này không? Thì theo các anh chị, lúc đó Đàm Vĩnh Hưng chưa nổi tiếng, thì theo các anh chị Đàm Vĩnh Hưng có nhận lời không ạ? Có không ạ? Có comment có, không comment không ạ? Có không? Các anh chị hiểu câu nói của cảnh không? Có không? Có không ạ? Chắc chắn là có luôn các anh chị. Nó là ví dụ thực tế cảnh đi. Cách đây khoảng 4 năm các anh chị, lúc đó cảnh chập chững vào nghề đào tạo. Lúc đó là mình kinh doanh online một thời gian rồi. Sau đó gặp một cái anh, đó là anh Nguyễn Thành Lữ. Rồi hai anh em mới thành lập công ty 3T và làm dịch vụ khoảng 1 năm cho khách hàng. Và sau đó mình nhận thấy là thị trường ở ngoài kia rất là nhiều anh chị người ta không biết về marketing. Ví dụ như là một cái website, là một cái trang bán hàng người ta cũng không biết. Người ta đi ra ngoài người ta bị rẻ rất là nhiều thứ. Bị rẻ rất là nhiều thứ. Hay là làm chatbot, chạy quảng cáo người ta cũng không biết luôn. Mà người ta đi học tới vài chục triệu, thậm chí là học xong không về làm được luôn. Thì lúc đó mình thấy thị trường đang rất là cần. Thì lúc đó là cảnh phát triển theo cái kiến thức tiếp theo đó, cái sản phẩm tiếp theo. Đó là cảnh cảnh đi đào tạo, chuyển qua về đào tạo, vừa đào tạo vừa làm dịch vụ luôn. Thì lúc đó cảnh mới tập chuẩn vào nghề mà. Thì lúc đó cảnh kết hợp với những người nổi tiếng các anh chị. Ví dụ như là thầy của cảnh là anh Nguyễn Trọng Thơ, CEO của INET này các anh chị. Các anh chị biết thầy Nguyễn Trọng Thơ không? Thì lúc đó cảnh kết hợp với rất là nhiều đơn vị, và thậm chí là không cần phải có tiền luôn các anh chị. Chỉ cần được đứng trên sân khấu thôi thì đã để thỏa mãn cái đam mê chia sẻ của mình, thì mình đã rất là hạnh phúc rồi các anh chị, rất là hạnh phúc rồi. Lúc đó cảnh kết hợp với rất là nhiều đơn vị mà thậm chí là không có đồng bạc nào luôn. Không có đồng bạc nào luôn các anh chị. Không có đồng bạc nào luôn, nhưng đổi lại mình sẽ có một cái giá trị khác, đúng không? Thì các anh chị hình dung cái câu chuyện ở đây em nói là gì? Cái câu chuyện ở đây em nói là gì? Mình sẽ tìm kiếm những cái KOC, những cái bạn mà đang trong quá trình phát triển, các anh chị.
Các anh chị chỉ cần tìm cho em 10 người. Đây. Các anh chị chỉ cần tìm cho em 10 người mà có lượt follow từ từ 10.000. À, cái này thì dễ lắm các chị, bản thân cảnh là ba mươi mấy ngàn follow rồi. À, 10.000 tới giờ 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 gì đó. À, các chị tìm những cái bạn này nè các chị đang trong quá trình phát triển, đang trong quá trình phát triển. À, thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ deal với họ, mình sẽ đàm phán với họ. À, ví dụ như em ơi, anh có một cái sản phẩm mẫu áo này nè. Thì bây giờ mình kết hợp, anh sẽ chia phần trăm hoa hồng cho em trên sản phẩm bán. À, đầu tiên ví dụ như là anh sẽ trả cho em mức thù lao là trên mỗi video em làm, em đăng trên cái kênh của em thì đâu đó là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó. Đó, kèm theo là gì ạ? 2%, 3%, 5% hoa hồng. Các anh chị hình dọt, các anh chị hình dung không ạ? Và chúng ta chỉ cần tìm 10 người tới 20 những KOL đó thì chúng ta sẽ có gì ạ? Có một cái lượng khách khổng lồ từ những cái KOL này, từ những cái KOC này nè các anh chị, KOC này. Đó. Hay không? Hình dung không ạ? Và tìm ở đâu các anh chị? Tìm trực tiếp trên TikTok luôn, tìm trực tiếp trên TikTok luôn ha. À, trên TikTok là gì ạ? Chút xíu cảnh sẽ show cho các chị coi à, cái nơi mà chúng ta có thể tìm kiếm được những KOL này à, và TikTok là gì ạ? Họ public, họ show ra chúng ta cho những chúng ta gì ạ? Cho cả số điện thoại cho chúng ta để chúng ta liên hệ luôn à, bao nhiêu các chị thấy cái chiến lược này hay ạ? Thì các chị comment với là hay với em nhỉ? À, làm thế nào để có 1.000 follow? À, thì đăng ký cái lớp học của Cảnh là chúng ta sẽ được tặng 1.000 follow hết các anh chị. À, yên tâm ha. Rồi. Ừ. Rồi đây là một cái chiến lược mà Cảnh áp dụng như vậy. Cảnh chia sẻ cho rất là nhiều anh chị học viên. À, về mảng thời trang nè, về mảng thực phẩm nè các anh chị. À, và đã áp dụng rất là thành công các chị, rất là thành công luôn. Rồi à, thứ hai là các chị làm sao, đây là một cái chiến lược rất là hay ha, đó là tìm kiếm KOL KOC hợp lý. Rồi tiếp theo là gì ạ? Làm sao để chúng ta có hàng ngàn người bán hàng cho mình, làm sao để chúng ta có hàng ngàn người bán hàng cho mình các chị? À, bao nhiêu các chị muốn ở đây là gì ạ? Các chị hình dung nè, các chị hình dung, các chị nghĩ trong đầu ha, tưởng tượng trong đầu nè, nếu mà cái sản phẩm của mình mà có hàng ngàn người, hàng trăm người họ bán hàng cho mình thì các chị thấy điều đó là tuyệt vời không ạ? Mà chúng ta gì ạ? Không phải là đại lý. Đó, họ không cần phải nhập hàng mà ôm hàng, mà họ chỉ đơn giản là họ bán sản phẩm cho mình và họ có hoa hồng thôi. Đó, bao nhiêu các anh chị thấy điều đó là tuyệt vời ạ? Còn em nghĩ là tuyệt vời đi ạ. À, và bao nhiêu các anh chị mong muốn là chúng ta sẽ có rất là nhiều người bán hàng cho mình, thì các anh chị còn em nghĩ là muốn đi ạ. Em sẽ demo cái chiến lược này cho các anh chị xem ha. Em sẽ demo cái chiến lược này cho các anh chị xem. Đây. À. Và các anh chị nhớ nè, đỉnh cao của bán hàng là gì? Là biến khách hàng trở thành người bán hàng cho mình. Đỉnh cao trong bán hàng là gì ạ? Là biến khách hàng của mình trở thành người bán hàng cho mình. Tại vì những cái khách hàng của mình là họ có niềm tin với mình rồi đúng không ạ? Họ có niềm tin với mình rồi. À, có niềm tin với sản phẩm dịch vụ của mình rồi. Rồi, thì ở đây làm sao để chúng ta có đây là gì ạ? Có hàng ngàn người bán hàng cho mình các chị. Đầu tiên, ở đây này các chị. Ở đây có anh chị nào mà đang bán sản phẩm mà chúng ta ship code không? Chúng ta ship, chúng ta đóng gói, chúng ta đóng sản phẩm, chúng ta đóng gói sản phẩm và chúng ta gửi cho khách hàng. Có anh chị nào đang ấy thì comment dưới là có đi ạ. Comment dưới là có đi, các anh chị comment dưới là có đi ạ. Giống như vậy nè. À, chúng ta sẽ đóng một cái hộp. À, chúng ta sẽ đóng một cái hộp và chúng ta sẽ gửi cho khách hàng. À, đóng gói cái hộp và chúng ta sẽ gửi hàng cho khách hàng. Thì nó được gọi là ship code đúng không? À, đúng không? Rồi bây giờ em chia sẻ các anh chị một cái tư duy, nếu các anh chị đã áp dụng đúng, nó sẽ giúp các anh chị tăng từ 5 tới 10% doanh số của mình nè các anh chị. Đầu tiên khi mà các anh chị bán hàng thì các anh chị nên là dạ, nên kèm theo một cái thư cảm ơn. Các anh chị nên kèm theo một cái thư cảm ơn à, vào trong cái đơn hàng của mình, vào trong cái đơn hàng của mình giống như vậy nè. À, chúng ta bỏ cái thư cảm ơn vào đây. À, chúng ta bỏ một cái thư cảm ơn vào đây ha. À, chúng ta đóng lại, chúng ta gói đi và sau đó khách hàng mở hàng ra, khách hàng sẽ thấy cái thư cảm ơn của mình. À, tuyệt vời không? Và trên cái thư cảm ơn nó giống như vậy nè các chị. Đây cái thư cảm ơn, cảm tôi cho các chị coi cái thư cảm ơn nè. Combo 6
Rồi các anh chị đợi em tiếng cái thư, cảm ơn nha. Ngày hôm nay vào đây để view nha, chúng ta hãy là cùng view và chúng ta cùng mở camera của mình lên xuyên suốt cả chương trình nhá. À, rồi thì bây giờ thì sẽ mời chuyên gia Nhung Nguyễn sẽ vẫn có thể là hướng dẫn cho anh chị chúng ta trước. Đầu tiên là chúng ta phải có cái bước là chuẩn bị nha. À, thế thì đây trên tay chuyên gia Nhung Nguyễn là cái trợ lý ơi, em có thư cảm ơn nó không, gửi cho anh cho nhanh coi cái thư cảm ơn của anh nó nằm đâu rồi. À, thế thì các anh chị chúng ta không biết là có anh chị nào đã có sản phẩm trong tay chưa, thì chúng ta sẽ cùng nhau là xem chuyên gia Nhung Nguyễn chia sẻ nha. Thì ở trong cái này đó, như chúng ta thấy đúng không ạ, là sẽ có từng cái kit như này đó. Một cái kit này là một lần peel đây anh chị đó, một lần peel ạ đó. Đấy thì chị em nào mà có sản phẩm này và view mà mở camera lên là sẽ được và spotlight lên màn hình nha, và sẽ được nhận cái vé quay may mắn của chương trình nhá. Và đây nữa này đó, thế thì đây là cái sample đúng không ạ, những cái gói mà để có chúng ta có thể là trong này đây các anh chị cái thư cảm ơn đây này, chúng ta có thể sử dụng ở trong cái sếp cảnh sẽ gửi cái thư cảm ơn này vào nhóm cho các anh chị ha. À đây các anh chị hình dung nè. Đó, các anh chị hiểu không ạ? Trước khi chúng ta bán hàng, chúng ta ship có cho khách hàng thì chúng ta tạo ra một cái thư cảm ơn như thế này, như thế này ha. Thì các anh chị nhìn thấy cái thư cảm ơn các anh chị đọc thử ha. À, các anh chị có thể chụp màn hình lại nè. Rồi, cảm ơn bạn đã chọn shop trong vô vàn sự lựa chọn ngoài kia. Mong rằng sản phẩm của shop sẽ làm bạn hài lòng. Nếu có điều gì không vừa ý, mong bạn đừng bỏ đánh giá một sao. Hãy liên hệ shop ngay qua hotline. Shop sẽ hỗ trợ bạn hết khả năng. Lưu ý, shop đổi trả miễn phí. Rồi, bao nhiêu các anh chị thấy nè, bao nhiêu các anh chị hình dung nè, khi mà chúng ta mua bất kỳ một cái sản phẩm nào đó mà mở ra đầu tiên chúng ta gặp một cái thư cảm ơn, chúng ta rất là sướng à, sướng không, hả, sướng không à, đã mà, bao nhiêu các anh chị thấy sướng, các anh chị cầm máy số 1 đi ạ, cầm máy số 1 đi ạ, cầm máy số 1 đi ạ, đúng không? Các anh chị có muốn nhận cái mẫu thư cảm ơn này không? Muốn thì cầm, em muốn đi ạ. Cảnh sẽ gửi vào nhóm cho các anh chị nha. Cảnh sẽ gửi vào nhóm cho các anh chị ha. Xác định là chúng ta muốn chăm da tốt ấy, thì các anh chị chúng ta lúc chúng ta thao tác chúng ta phải chuẩn bị tay của chúng ta phải sạch này. Đây. Rồi tiếp theo là các anh chị hình dung nè. Ở đây chúng ta cần gì? Cảnh sẽ tạo ra một cái mã QR code. Cảnh sẽ tạo ra một cái mã QR code và yêu cầu khách hàng sẽ quét mã vào đây. Và yêu cầu khách hàng sẽ quét mã vào cái mã QR code này nè các anh chị. Đây. Đây là một cái mã QR code nha các anh chị. Thì ở đây là gì ạ? Các anh chị hình dung nè. Rất là nhiều anh chị ngoài kia đang bán hàng mà bị một cái sai lầm là gì ạ? Chúng ta không bán hàng mà chúng ta không lưu trữ data khách hàng. Đây. Chúng ta bán hàng mà chúng ta không biết lưu trữ data khách hàng là một cái sai lầm rất là lớn nha các anh chị. Nhớ. Chúng ta kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào là yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý. Đó là chúng ta cần phải lưu data dữ liệu khách hàng lại. Data là gì các anh chị hình dung nè. Tiền nằm trong danh sách khách hàng. Các anh chị nghe câu nói này chưa? Ghi lại giùm em. Tiền nằm trong danh sách khách hàng. Tiền nằm trong danh sách khách hàng nha. Nên là gì ạ? Chúng ta bán bất kỳ một sản phẩm nào đó thì yếu tố đầu tiên các anh chị hình dung là gì? Là chúng ta cần phải có data dữ liệu khách hàng. Chúng ta cần phải có data dữ liệu khách hàng nha. Rồi ở đây là gì ạ? Cảnh sẽ tạo một cái mã QR code. Cảnh sẽ tạo một cái mã QR code cái gì? Đây. Cảnh sẽ tạo ra một cái mã QR. Sau đó là gì ạ? Sau khi cảnh tạo ra một mã QR rồi, cảnh yêu cầu khách hàng quét cái mã này vào. Và ngay lập tức khi mà người ta quét cái mã này thì cảnh sẽ đưa khách hàng vào chatbot. Chatbot là cái gì? Đây, chatbot là gì? Chatbot là một cái hệ thống CRM. CRM. Nó là nơi lưu trữ thông tin dữ liệu khách hàng. Cái chatbot mà cảnh đang sử dụng là chatbot Messenger của Facebook ha. Chatbot Messenger của Facebook. Khi khách hàng chỉ cần quét cái mã code thôi thì ngay lập tức là gì ạ? Ngay lập tức thì khách hàng sẽ được đưa vào một cái gì ạ? Được đưa vào một cái con chatbot. Được đưa vào một cái hệ thống chatbot, được đưa vào một cái hệ thống chatbot nha các anh chị. Rồi, để chi ạ? Để mình lưu trữ data dữ liệu lại, để mình lưu trữ data dữ liệu lại đây nè. Để mình có thể lưu trữ nè. Rồi sau đó mình lưu trữ để làm gì? Để làm gì các anh chị? Để mình up sale, để mình bán thêm một cái gì đó. Để mình up sale, để mình bán thêm một cái gì đó. Các anh chị hình dung chưa? Chúng ta cần phải có 3 bước này. Chúng ta cần phải có 3 bước. Các anh chị hình dung chưa? Đây là một cái chiến lược, các anh chị áp dụng đúng đắn chiến lược này. Cảnh sẽ tin chắc là các anh chị sẽ tăng từ 5-10% doanh số. Đầu tiên, bán hàng bất kỳ sản phẩm nào chúng ta cũng cần phải lưu data dữ liệu lại. Nếu mà chúng ta không biết lưu data, đó là một cái sai lầm rất là lớn. Đó là một sai lầm rất là lớn nha các anh chị.
Đầu tiên là chúng ta cần phải biết là lưu data khách hàng vào lại ha. Lưu data khách hàng vào một cái phần mềm nó được gọi là chatbot. Thứ hai là gì? Lưu xong để chi? Để chúng ta có một cái lưu trữ data dữ liệu nè. Thứ ba để gì ạ? Để chúng ta upsell, chúng ta bán lại. Các chị hình dung chưa ạ? Các chị hình dung nè, chi phí cho một khách hàng khá là cao, nên chúng ta phải có một cái tư duy là gì? Là tối đa giá trị dòng đời khách hàng. Nhớ, chi phí cho một khách hàng trên online rất là cao. Do đó là gì? Trước khi chúng ta bán hàng, chúng ta phải hiểu được khái niệm là gì. Chúng ta bỏ chi phí để chúng ta có khách hàng, sau đó chúng ta cần phải giảm tối đa được giá trị dòng đời khách hàng. Chúng ta cần phải tối đa được giá trị dòng đời khách hàng nha các chị, giá trị dòng đời khách hàng. Bao nhiêu các chị muốn em demo cái phần này, các chị comment với là muốn nha, em demo cho các chị dễ hiểu nè. Hả? Em demo cho các chị dễ hiểu nè. Rồi, ở đây em demo thực tế cho các chị dễ hiểu luôn nè. Các chị dễ hiểu nè. Đầu tiên cảnh là gì ạ? Cảnh là một người bán hàng đi. Đầu tiên cảnh là một người bán hàng, anh chị là người mua hàng. Mình đặt vế như vậy để cho dễ hiểu đúng không? Thì bây giờ anh chị mua hàng xong, anh chị nhận được hàng của cảnh nè. Đó, cảnh đóng gói hàng nè. Đó, cảnh đóng gói sản phẩm cho bỏ cho các anh chị. Sau đó cảnh kèm theo một cái thư cảm ơn. Đúng chưa? Và trong cái thư cảm ơn đó, nó sẽ kèm theo một cái dạ, một cái mã QR code. Một cái mã QR code. Và sau khi các anh chị quét cái mã QR code này, thì ngay lập tức nó sẽ chạy ra một cái kịch bản như thế này các anh chị. Thì chúng ta sẽ sử dụng chatbot nha. À, ở đây mình sẽ sử dụng chatbot. Vì là mùa đông đôi khi là chúng ta lười, có thể không cần dùng rửa lại với nước được đúng không ạ? Thế nhưng mà đây nếu mà có thể thì chúng ta vẫn nên phải rửa lại. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng chatbot nha. Cảnh sẽ có những cái lớp học khác về chatbot nha. Ngày hôm nay Cảnh sẽ giới thiệu sơ về cái chatbot cho các chị hình dung thôi. Đây, để chúng ta hình dung nó hoạt động như thế nào ha các chị. Để nó hình dung, để chúng ta hình dung là nó hoạt động như thế nào ha. Đây là một cái hệ thống chatbot. Đó, đây là một cái hệ thống chatbot nha. Cảnh có rất là nhiều hệ thống chatbot khác nhau. Ví dụ như đây, hệ thống này của bên đây của Cảnh là gần 7.000 người. Đâu, gần 8.000 người ha. Và Cảnh có đang khoảng một chục con chatbot như thế. À, một con chatbot nó sẽ kết nối với một cái trang fanpage của Facebook nha các chị. À, chatbot này nó hoạt động theo của Facebook nha. Chatbot này hoạt động theo của Facebook nha các chị. Và nó sẽ tự động hoàn toàn và nó sẽ hoạt động chính trên cái nền tảng Messenger. Ở đây anh chị nào đã từng nhận bất kỳ một cái thông điệp nào mà chúng ta nhận qua cái Messenger rồi ạ? Ví dụ như chương trình giảm giá ưu đãi gì đó mà vô tình nó sẽ vô tình người ta gửi cho mình trên Messenger ạ? Có không? Có thì các chị comment dưới là số 1 đi ạ. Có comment xuống dưới số 1 bên dưới giúp em đi ạ. Có không? Thì nó được gọi là chatbot nha các chị, nó được gọi là chatbot. À, chúng ta vô tình chúng ta tương tác với một cái fanpage nào đó không biết, à, thì chúng ta được đưa vào một cái hệ thống chatbot. Lâu lâu họ sẽ gửi những cái chương trình giảm giá, khuyến mãi, ưu đãi hay cái gì đó họ sẽ gửi cho mình. À, họ sẽ gửi cho mình ha. Thì nó được gọi là chatbot nha, nó được gọi là chatbot. À, và nó sẽ hoạt động trực tiếp trên nền tảng Messenger. Đây ví dụ như là hệ thống chatbot này của Cảnh là gần 8.000 người nè. À, 8.000 người nè các chị, gần 8.000 người. À, thấy chưa? Rồi, ở đây mình sẽ demo cho các chị coi nè. Rồi, ở đây mình sẽ demo cho các chị coi. Đầu tiên là gì ạ? Mình bán hàng đúng không? Mình bán hàng. Thì ở đây đầu tiên mình bán hàng, các chị chỉ cần gì ạ? À, sau đó các chị sẽ nhận một cái mã QR code. Mã QR là nó nằm ở đây nè các chị. Đây, mã QR nằm ở đây nè. À, đây là mã QR nè các chị. Đó, thấy chưa? Đây, hướng dẫn nè. À, đây. Đó. Tải về máy là bấm chỉ tải về máy thì ngay lập tức nó tải về máy nè. Rồi xong mình lấy cái này mình in ra thôi. À, mình in ra mình đưa vào cái dạ, cái thư cảm ơn của mình thôi. À, và khi người ta quét cái mã này thì ngay lập tức nó sẽ chạy ra nè các chị. Ở đây Cảnh sẽ lấy một cái ví dụ đó là gì ạ? Là hướng dẫn sử dụng. À, à, ví dụ như các chị hình dung là Cảnh bán hàng. Cảnh bán hàng cho các anh chị ha, Cảnh bán một cái sản phẩm cho các anh chị. Và ở đây là gì ạ? Cái sản phẩm này là gì ạ? Ví dụ như là cái camera này đi. Đây là một cái camera nè. À, camera mini. Thì dĩ nhiên các anh chị cần có một cái hướng dẫn sử dụng đúng không? À, bây giờ các anh chị mua cái này về, các anh chị không có hướng dẫn sử dụng thì sao các chị biết xài? Đúng không? À, thì ở đây em nói là gì ạ? Mình có rất là nhiều lý do để cho khách hàng quét mã. Có thể là quét mã để nhận, để xem hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Hoặc là quét mã để nhận những cái gì ạ? Nhận 5% cho lần thanh toán tiếp theo. Hoặc là quét mã để gì ạ? Để được giảm 50%, giảm 10%. Hay là quét mã để được chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. Đó. Nói chung là có rất là nhiều lý do để cho người ta quét mã. Bao nhiêu các anh chị đã từng quét một cái mã QR code nào rồi? Các anh chị comment dưới là số 2 đi ạ. Bao nhiêu các anh chị đã từng quét một cái mã QR code nào rồi? Các anh chị comment số 2 bên dưới đi ạ. Đúng không? Và thời điểm này nè các anh chị, cái việc quét mã nó rất là dễ dàng. Mình chỉ cần đưa ra một cái thông điệp ở trên và người ta sẵn sàng, người ta lấy cái điện thoại ra người ta quét.
À, quét mã thì trên điện thoại luôn nha các chị. Nếu mà chúng ta xài iPhone, chúng ta chỉ cần mở cái camera ra, chúng ta để cái mã QR vô là tự động nó quét. Nếu mà chúng ta sử dụng hệ điều hành Android, và thậm chí là những cái máy Samsung đời mới bây giờ nó cũng vậy, nó cũng có tính năng y chang iPhone, chỉ cần mở camera là để vô là tự động nó quét, đúng chưa? À, và khi quét xong thì nó sẽ ra cái kịch bản như thế này nè các chị. Đây, à, ví dụ như khi quét xong nó sẽ chạy ra cái kịch bản như thế này. À, và hoàn toàn tự động nha các chị, chatbot sẽ tự động trả lời. Đây, à, chatbot nó sẽ tự động trả lời nè các chị. À, rồi, chào chị Băng, cảm ơn chị đã ủng hộ shop em. Đây là video hướng dẫn sử dụng sản phẩm bên dưới. À, vui lòng bấm rồi link bên dưới để xem video chất lượng cao. Nếu cần hỗ trợ gọi ngay số hotline. Thấy chưa? Người ta bấm vào nút gọi ngay, ngay lập tức nó sẽ gọi số hotline của mình. Còn nếu người ta bấm vô là xem video hướng dẫn nè, à, thì ngay lập tức cảnh sẽ đưa về một cái trang Alibaba. Đưa về một người ta một cái trang Alibaba này các chị. Và ở đây người ta có thể là gì ạ? Người ta có thể xem một cái video hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Thấy chưa? À, thứ hai là gì? À, mình có thể là gì ạ? Tạo ra một cái video, ví dụ như là nếu bạn muốn kiếm tiền với shop của mình thì bạn xem video bên dưới và làm theo. Thì người ta gì ạ? Người ta gì ạ? Người ta mua sản phẩm của mình rồi và người ta muốn kiếm tiền từ cái sản phẩm này của mình thì người ta có thể là làm tiếp thị liên kết với mình luôn. Đó, hay không ạ? Hay thậm chí là gì ạ? Mình còn upsell thêm những cái sản phẩm khác nữa. À, ví dụ như là gì? À, chúng ta gì ạ? Các chị hình dung nè. À, chúng ta bán một đôi giày đi. Thì bán đôi giày xong thì chúng ta sẽ bán thêm đôi đôi giới, bán thêm dây nịt, bán thêm cái ví. Đúng không? Chúng ta luôn luôn upsell khách hàng. Thì thậm chí ở đây là gì ạ? Mình còn upsell khách hàng nữa là các chị. Ví dụ như người ta mua thêm cục sạc dự phòng, người ta mua thêm cái lo gấu. Đó, thì người ta vào đây người ta mua. Đó, bao nhiêu các chị thấy cái này rất là hay ạ? À? Hay không? Bao nhiêu các chị thấy hay comment dưới là hay đi ạ? À? Hay không ạ? À? À, ở đây các chị cảnh sẽ cho các chị trải nghiệm luôn nè. Đây. À, cảnh sẽ cho các chị trải nghiệm nha. Rồi nhờ trợ lý sẽ gửi cái đường link này lên nhóm nha. À, rồi nhờ trợ lý sẽ gửi cái đường link này lên nhóm. Rồi các chị có thể bấm vào đó để các chị trải nghiệm luôn nha. Các chị có thể là bấm vào cái đường link đó để các chị trải nghiệm nha. À, các chị có thể là trải nghiệm cái chatbot. À, cái chatbot nó hoạt động nha các chị. À, các chị có thể trải nghiệm cái chatbot nó hoạt động nè. À. Rồi. À. À, nhờ trợ lý gửi lên Zoom nha. Nhờ trợ lý gửi lên Zoom nha. Đây. À, các chị có thể là bấm vào cái đường link để các chị trải nghiệm chatbot nó hoạt động như thế nào. Và các chị nhớ giùm em mục đích của mình làm cái gì, các chị nhớ giùm em nè. Mục đích của mình làm gì ạ? À? Làm bất kỳ một cái việc gì đó chúng ta cũng cần phải có mục đích, đúng không? Mà mục đích của mình ở đây làm gì? Mục đích của mình ở đây làm gì? Là lưu data dữ liệu khách hàng. Mục tiêu của mình rất là rõ ràng, mình làm gì? Mình làm như thế này để gì? Thứ nhất là mình lưu data. Thứ nhất là mình lưu data nha, các chị ghi lại nha. À, thứ nhất là mình lưu data, mình làm như vậy để gì? Thứ nhất là mình lưu data, thứ hai là gì? Mình upsell, mình bán thêm một cái sản phẩm khác. Để làm gì? Để tăng biên độ lợi nhuận, để tăng biên độ lợi nhuận nha các chị. À, và tất cả những cái chiến lược này các chị muốn làm được, à, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đi cũng có một cái lớp chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ thực hành trực tiếp với nhau. À, dĩ nhiên là gì ạ? Các chị cần sự hỗ trợ của Cảnh thì các chị mới làm được cái này ha. À, thì bao nhiêu các chị thấy cái này rất là tuyệt vời ạ. À? Đây. Và tất cả những khách hàng thì gì ạ? Đều đưa được đưa vào data hết rồi các chị. À, chị Quỳnh Kim Thí nè, à, Quỳnh Nhung nè, à, Vô Đề nè. Thấy không? À, rất là nhiều khách hàng ở đây nè các chị. À, hay không ạ? À? À, mục tiêu của mình là gì ạ? À? Là mình sẽ lưu trữ data khách hàng vào đây. Đây. À, chỉ cần người nào bấm vào cái link là ngay lập tức được đưa vào hệ thống chatbot của mình. À, và xin thưa với các chị là gì ạ? À? Khi mà khách hàng vào đây rồi thì mình dành cả đời của mình để gì ạ? À? Để chăm sóc và bán hàng cho họ luôn. Trừ khi nào họ bỏ Facebook thì thôi. Trừ khi nào họ bỏ Facebook thì thôi luôn ha. À. Rồi, bao nhiêu các chị thấy cái chiến lược này rất là tuyệt vời ạ? À? Bao nhiêu các chị thấy cái chiến lược này rất là tuyệt vời ạ? À? À, bao nhiêu các chị thấy cái chiến lược này rất là tuyệt vời? Thì các chị comment dưới là tuyệt vời bên dưới Cảnh nè. Comment dưới là tuyệt vời dưới Cảnh nè. À, tuyệt vời không ạ? À? Mẹ làm biết làm quá. Thôi mai rồi mẹ làm. Sau khi mà chúng ta trong cho nó theo chiều cao thẳng ra, nó rồi đó, ra nhảy cao.
nó thấm sâu vào trong da, da thường và da nhẹ nhàng lấy đi những tế bào chết trên da. Thì chỉ cần chúng ta áp dụng đúng những cái chiến lược này thôi các anh chị, đúng những cái chiến lược này thôi, thì chúng ta đã mang về rất là nhiều cái doanh số cho sản phẩm của mình rồi. Rồi bao nhiêu thấy cái bao nhiêu các chị thấy cái chiến lược này hay thì các chị comment dưới là hay dưới cảnh đi ạ, hay dưới cảnh đi ạ. Các chị tương tác dưới cảnh nha, các chị tương tác dưới cảnh nha. Rồi chúng ta sẽ đi từ từ nha các chị, chúng ta sẽ đi từ từ. Chúng ta nếu có câu hỏi rồi tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là làm thế nào, điều kiện như thế nào để chúng ta tạo ra được TikTok shop này các anh chị. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái phần rất là hay, đó là gì ạ? Làm sao để chúng ta có thể tạo ra được TikTok shop. Rồi điều kiện đầu tiên ở đây là gì? Là chúng ta không cần phải có điều kiện nào luôn. Ở đây là sao? Bất kỳ một cái tài khoản nào cũng có thể tạo ra được một cái TikTok shop. Bất kỳ một tài khoản nào như cái gì? Ví dụ như chúng ta có một cái tài khoản ngày hôm qua chúng ta mới tạo thì chúng ta vẫn có thể tạo ra được TikTok shop nha các chị. Vẫn có thể tạo ra được TikTok shop. Đó, bất kỳ tài khoản nào luôn. Đó, bất kỳ tài khoản nào luôn. Và TikTok shop là một cái sàn thương mại điện tử, là một cái sàn thương mại điện tử nha. Nên vì đó nó sẽ thu phí nha các chị. Và cái phí mà TikTok shop đang thu đó là 3%, 3% trên sản phẩm nha. Ví dụ như sản phẩm của chúng ta là gì ạ? 100.000 thì TikTok nó sẽ lấy là 3.000. Đó. Chúng ta bán sản phẩm 100.000 thì TikTok nó sẽ trừ ra 3%. Đó, đó là 3.000 nha các chị, 3% là 3.000. Rồi. Rồi tiếp theo là gì ạ? Chúng ta không cần phải có sản phẩm, chúng ta vẫn có thể tạo ra được TikTok shop nha. Không cần phải có sản phẩm, chúng ta vẫn tạo được TikTok shop. Để chúng ta có thể là bán tiếp thị liên kết affiliate ha, bán tiếp thị liên kết affiliate. Rồi. Và đặc biệt một điều là gì ạ? Là được việc nhanh trong vài giờ ha. Đó, việc nhanh trong vài giờ. Đó. Không cần phải có 1.000 follow gì nha các chị. Đó, cái kênh TikTok vừa tạo chúng ta vẫn có thể mở được TikTok shop. Rồi, không cần phải có doanh nghiệp luôn. Chúng ta không cần phải có giấy phép kinh doanh hay là hộ kinh doanh cá thể thì chúng ta vẫn có thể mở ra được một cái giỏ hàng trên nền tảng TikTok luôn. Đó. Rồi, đó là những cái điều kiện nha các chị. Hầu như là không cần phải có điều kiện nào luôn. Đó, không cần phải có điều kiện nào luôn. Và ở đây là gì ạ? Một cái cá nhân chúng ta mở được bao nhiêu shop? Một cá nhân chúng ta chỉ mở được 3 shop thôi. 3 shop nha các chị. Mà không phải ai cũng mở được 3 shop đâu. Vì sao? Vì ví dụ như là dạ, một chứng minh nhân dân. Đó. Một chứng minh nhân dân chúng ta chỉ mở được một shop thôi. Đó. Thứ hai là gì ạ? Chúng ta có công cước công dân. Đó. Thì chúng ta mở thêm được một shop nữa. Thứ ba là gì? Chúng ta có passport. Chúng ta có passport thì chúng ta sẽ mở thêm được một shop nữa các anh chị. Thì đây là chúng ta sẽ có 3 giấy tờ này để chúng ta có thể làm mở được shop nha. Một chứng minh chỉ được mở một shop thôi, một công chức công dân cũng đổi một được shop, một cái passport chúng ta mở một shop. Nếu mà chúng ta có 3 giấy tờ này là chúng ta sẽ mở được 3 shop, hiểu không ạ? Rồi bao nhiêu các chị hiểu comment bên dưới là số 1 bên dưới giúp em đi ạ. Rồi các chị tương tác với cảnh nhiều nhiều đi ạ, để em biết là các chị đang nghe em nói nha. Đó. Rồi, anh chị nào hiểu comment số 1 bên dưới đi ạ. Các chị có thể là tương tác giúp cảnh nhiều nhiều nha. Sau đó nhớ là cũng phải tránh cái em đang cố gắng chia sẻ rất là nhiều kiến thức hay cho các anh chị, thì các anh chị giúp em là gì ạ? Giúp em là tương tác thôi để chi ạ? Để đỡ buồn ngủ. Đúng không? Các anh chị ngồi không, các anh chị nghe nói hơn các anh chị cũng buồn ngủ nữa. Nên là gì ạ? Vừa nghe, vừa ghi và vừa tương tác. Được không? Tuyệt vời không ạ? Bao nhiêu các chị là dạ, cảm thấy là gì ạ? Những cái gì mà em chia sẻ từ đầu chương trình tới giờ là có giá trị với mình ạ? Thì các chị comment với là có giúp em nè, comment với là có giá trị giúp em nè. Được không ạ? Các chị tương tác với giúp cảnh được không ạ? Để em biết là những gì em đang chia sẻ nó có ích cho các chị nha. Rồi, các chị comment với là có giúp cảnh đi ạ, để em biết là anh chị đang nghe em nói nha. Được nha, ba cái shop này là cùng chung một cái chứng minh của mình, là chúng ta chỉ cần gì ạ? Thêm tài khoản ngân hàng vào đúng tên của mình là được ha. Được nha. Nếu kênh chúng ta dạ, nếu kênh chúng ta chưa bán hàng thì chúng ta bỏ, chúng ta tạo kênh mới được nha. Rồi bây giờ tiếp theo là các chị, bây giờ tiếp theo ha. Quy trình để chúng ta tạo shop. Bây giờ quy trình để chúng ta tạo shop là các chị. Chúng ta có hai cách tạo shop nha. Một là chúng ta có thể tạo trên điện thoại, nhưng mà không khuyến khích các anh chị nha.
các anh chị nên tạo trên máy tính nha các anh chị. Các anh chị nên tạo trên máy tính. À, tạo trên máy tính thì nó rất là dễ hơn và nó đủ quy trình hơn. À, và dễ được duyệt hơn nha. Dễ được duyệt hơn. Thì cái quy trình tạo trên máy tính cũng rất là đơn giản luôn. Đầu tiên là các anh chị vào cái link là TikTok Shop. Sau đó là gì ạ? Sau đó các anh chị bấm đăng ký tài khoản TikTok, hoặc là các anh chị tạo một cái tài khoản trực tiếp trên đây luôn cũng được ha. À, rồi sau đó chúng ta xác nhận số điện thoại vô. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo ra được một cái shop như thế này. Sau đó chúng ta bấm ủy quyền. À, rồi các anh chị ạ. Sau đó là chúng ta sẽ tạo ra được một cái TikTok Shop giống như cảnh này, giống như cảnh này. À, thì cái TikTok Shop này các anh chị hình dung nè, thì cảnh đã tạo cho mình đủ cái TikTok Shop rồi, nên là cảnh không có ở đây gì ạ. Ở đây cảnh không có demo tạo một cái TikTok Shop cho các anh chị xem được. À, nhưng mà cảnh sẽ có video hướng dẫn chi tiết cái cách để tạo. À, và nếu mà không tạo được thì cảnh sẽ ưu trao view qua để cảnh hỗ trợ và cam kết với các anh chị là các anh chị sẽ tạo được TikTok Shop. À, cam kết với các anh chị là các anh chị sẽ tạo được một cái shop cho mình ha. Một cái shop cho mình. À, nếu các anh chị dạ, các anh chị đồng hành với cảnh, các anh chị đồng hành với cảnh nha. Thì ở đây cảnh nói quy trình thôi, cảnh nói quy trình thôi. À, khi mà chúng ta tạo được shop như thế này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ đăng sản phẩm lên shop. À, bắt đầu chúng ta sẽ đăng sản phẩm lên. Thì ở đây chúng ta có thể là đăng bằng điện thoại nè. Hay là dạ, hay là chúng ta đăng bằng trên máy tính cũng được ha. Đăng bằng điện thoại hoặc là máy tính cũng được. À, có hai hình thức để đăng. Và sau khi đăng xong thì cái sản phẩm chúng ta sẽ được đưa vào cái giỏ hàng. Và chúng ta sẽ nhìn thấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái giỏ hàng của mình. À, có cái sản phẩm đó luôn, có cái sản phẩm đó luôn ha. À, rồi, đó là hai cách nha các chị, đó là hai cách. Các chị hình dung đầu tiên là chúng ta phải tạo shop. Sau đó là gì? Sau đó chúng ta tạo shop xong rồi chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta bắt đầu đăng sản phẩm lên shop, đăng sản phẩm lên shop ha. Thì tất cả những cái này đều có video hết á các chị, đều có video hướng dẫn. À, hướng dẫn. Đây ví dụ như cảnh demo cho các anh chị coi cái cách đăng sản phẩm lên shop nè các chị. Sao ạ? Có rất là nhiều chị em thì làm bước này không được không được kỹ á. Thì dẫn đến là không được duyệt thì mình sẽ đăng lại sản phẩm ha. Có thể là những cái lý do là từ khóa. À, mình xem là mình đang bị vi phạm cái gì. Còn nếu mà những cái sản phẩm mà giống như là thực phẩm chức năng hay là những cái sản phẩm về thuốc á, thì những cái sản phẩm đó chúng ta cần phải up giấy tờ lên ha. Chúng ta cần phải up giấy tờ lên. À, để chúng ta xin mở ngành hàng. Rồi, à, các anh chị nè, mình đã nói rồi là sao ạ? Là chúng ta gì ạ? À, những cái câu hỏi đó chúng ta sẽ hỏi cuối giờ nha các chị, chúng ta sẽ hỏi cuối giờ. Em nào đang video nha thì chúng ta phải mở camera cùng lên để chúng ta được nhận cái vé vòng quay may mắn ở cuối chương trình nha. Phần quà ngày hôm nay là một combo 6 kit view ra đấy ạ. Đó, rất là tuyệt vời nha mọi người. Hãy mở cam lên này và cùng view với mọi người nha. Rồi các anh chị chờ chút xíu nha, mạng nó hơi bị lắc chút xíu nha các anh chị. Các anh chị chờ chút xíu, mạng nó hơi bị lắc chút xíu. Rồi từ sớm giờ các anh chị có nghe rõ cảnh nói không ạ? Anh chị nào nghe rõ cảnh nói các anh chị comment dưới là rõ giúp em đi ạ. Comment dưới là rõ giúp em đi ạ. Đây. À comment dưới là rõ giúp cảnh đi ạ. Comment dưới là rõ giúp em đi ạ. Em đã vào được TikTok Shop rồi nè các anh chị. Đó, tăng sáng rất là nhiều rồi đấy. Rồi. À, khi mà chúng ta tạo ra một cái shop các anh chị thì ngay lập tức là giờ chúng ta vào đây. À, chúng ta sẽ vào cái phần là tài khoản của tôi. À, các anh chị vào cái hồ sơ người bán nè. Sau đó các anh chị thiết lập những cái thông tin như thế này cho đầy đủ. À, cho đầy đủ là chúng ta sẽ tạo ra được một cái TikTok Shop nha. À, đầu tiên là chúng ta tạo được TikTok Shop xong rồi, chúng ta vào cái trang chủ, chúng ta vào hồ sơ người bán. Và chúng ta sẽ đi bắt đầu thiết lập những cái thông tin cơ bản trong đây. Và sau khi thiết lập xong thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái giỏ hàng trên cái app TikTok ha. Trên cái app TikTok. Ví dụ như là gì ạ? À, thông tin người bán nè. Vừa nãy là chúng ta vẫn còn lượng á.
thông tin doanh nghiệp nè, chúng ta thiết lập những cái này hết. Bước này nha. Rồi sau đó chúng ta bấm vào cái phần cài đặt tài khoản, chúng ta xin tài khoản ngân hàng của mình vào, rồi báo cáo thuế, nói chung là những cái này đều có video hướng dẫn chi tiết rồi, những cái này đều có video hướng dẫn chi tiết cho các anh chị ha, nhập địa chỉ kho hàng vào, rồi thêm tài khoản ngân hàng của mình vào, rồi báo cáo thuế, tất cả những cái này đều có, dạ, đều có thông tin, đều có video hướng dẫn chi tiết cái cách làm rồi. Rồi sau khi chúng ta tạo xong thì chúng ta sẽ vào cái phần là đã liên kết tài khoản, đã liên kết tài khoản nè. Chúng ta chỉ cần làm bước này nữa thôi thì ngay lập tức cái giỏ hàng của mình nó sẽ xuất hiện ngay trong cái kênh TikTok ha, ngay trong cái kênh TikTok. Đây. Chúng ta sẽ có hai cái mục như các chị. Đầu tiên ở đây á, TikTok có phân biệt rất là rõ ràng. Tài khoản chính thức là sao? Nếu các chị liên kết cái tài khoản chính thức là cái tài khoản TikTok của mình á thì các chị chỉ cần lấy cái app, các chị quét cái mã này thôi thì ngay lập tức nó sẽ kết nối cái tài khoản của mình. Nó sẽ kết nối cái tài khoản TikTok Gold File của mình á với TikTok Shop. Thì khi mà các chị liên kết cái tài khoản chính thức này á thì đồng nghĩa với việc là chị ta là sao? Khi mà liên kết cái tài khoản chính thức này các chị thì chúng ta chỉ bán được cái sản phẩm của mình thôi. Các chị nhớ nha, mình chỉ bán được sản phẩm của mình thôi nha các chị, mình chỉ bán được cái sản phẩm của mình thôi. Không bán được sản phẩm của người khác, không bán sản phẩm của người khác. Mà chỉ bán được cái sản phẩm của mình thôi. Nếu mà chúng ta liên kết tài khoản chính thức. Còn ở đây á các chị, nếu mà chúng ta muốn bán được tài khoản tiếp thị là chúng ta bán affiliate á, tiếp thị liên kết á thì chúng ta sẽ bấm vào là tài khoản tiếp thị. Nhưng mà hiện tại là TikTok nó đang áp dụng là chúng ta cần phải có 1.000 follower. Thì chúng ta mới tạo ra được cái TikTok Gold File. Cái giỏ hàng để chúng ta bán tiếp thị liên kết nha. Để bán được tiếp thị liên kết bây giờ chúng ta cần phải có 1.000 follow. 1.000 follow nha các chị thì chúng ta mới bán được cái sản phẩm của người khác, mới bán được sản phẩm của người khác. Thì nói về cách này là sao các chị? Nếu mà chúng ta muốn bán hai sản phẩm đi, một cái sản phẩm của mình và một cái sản phẩm của người khác thì chúng ta cần phải có hai kênh TikTok. Một cái kênh chính là chỉ để bán sản phẩm cho mình thôi. Còn một cái kênh phụ là chỉ để làm affiliate thôi, là bán sản phẩm cho người khác thôi. Thì chúng ta cần phải có hai kênh. Và hai kênh này đều đạt được 1.000 follower, đều đạt được 1.000 follower ha. Đó. Rồi. Thì chúng ta cần phải đạt được hai điều kiện này nha các anh chị, hai điều kiện này. Đó. Chúng ta có thể tổng hợp melanin nhé, rút ra của chúng ta. Rồi sau khi chúng ta thiết lập xong các anh chị thì ngay lập tức là gì ạ? Ngoài cái giỏ hàng của mình nó sẽ có một cái gì ạ? Ngoài cái kênh TikTok của mình nó sẽ có một cái mục giỏ hàng, nó sẽ có một cái mục giỏ hàng ha. Đó. Rồi. Ví dụ như vậy nè các anh chị, đây em show cho các anh chị coi. Khi mà chúng ta tạo ra được TikTok Shop xong, khi mà chúng ta tạo ra được TikTok Shop xong ha thì ngay lập tức là chúng ta sẽ có một cái giỏ hàng, cảnh show cái giỏ hàng cho các anh chị coi. Hoàn toàn là tức là gần như là cảm thấy nó cải thiện là rất là bất ngờ ngay sau khi mình view con đấy đúng không ạ? Bởi vì sao nó sẽ giúp cho giúp cho các cái dưỡng chất này được tức là các cái dưỡng chất mà mình dưỡng hàng ngày ấy nó sẽ thẩm thấu gấp hơn so với bình thường. Nếu mà chúng ta không view thì các cái sản phẩm dưỡng da hàng ngày ấy, nó không được hấp thu tối đa vào trong da của chúng ta đâu. Thì bây giờ em chúng ta có cái thiết bị điện chuyển đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng dùng cái thiết bị này để chúng ta rút túi da cho cái rồi lại cắn sâu cái màn hình cho các chị xem ha. Cũng pha theo chiều cộng da nhé. Đây là các anh chị. Khi mà chúng ta tạo ra được, chúng ta đăng ký thành công rồi cái TikTok Shop thì ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái giỏ hàng. Đây, ở đây là các chị nhìn thấy cái giỏ hàng nè. Anh chị nhìn thấy cái điện thoại em chưa? Nhìn thấy comment số 1 đi ạ. Thấy cái điện thoại em rồi, comment số 1 đi ạ. Rồi, ok. Đây, các chị nhìn thấy nè. Khi mà chúng ta tạo xong thì chúng ta sẽ có một cái giỏ hàng ở đây nè các chị. Thì chúng ta có thể là đăng những cái sản phẩm của mình lên đây ha. Đăng cái sản phẩm của mình lên đây. Đúng chưa? Và người ta muốn mua hàng thì sao? Thì người ta chỉ cần bấm vô đây thôi. Sau đó người ta bấm mua ngay. Người ta bấm mua ngay là cái gì? Là người ta có thể là mua được cái sản phẩm của mình trực tiếp trên cái kênh TikTok Gold File của mình nha. Trực tiếp trên cái gì ạ? Trên cái kênh của mình. Đây là cái kênh của mình nè. Thấy chưa? Thì đây là gì ạ? Đây là cái việc mà chúng ta tạo ra được cái giỏ hàng của TikTok Shop là chúng ta đăng sản phẩm lên. Thì người ta có thể là mua hàng trực tiếp trên đây được ha. Mua hàng trực tiếp trên đây được luôn.
Rồi thứ hai là gì ạ? Các lưu ý khi chúng ta gì ạ? À, tiếp theo là gì? Là chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ làm video. Đây. À, chúng ta sẽ làm video và chúng ta đăng video sản phẩm lên. Ví dụ như là các lưu ý khi cần phải gì ạ? Đăng sản phẩm lên nè. À, khi các chị gì ạ? Đăng sản phẩm lên. Ví dụ như chúng ta làm một cái video chúng ta bán mít đi. Thì dĩ nhiên là gì? Là trong cái video đó chúng ta cần phải có một cái mít. Chúng ta cần phải có một cái mít nha. À, thì chúng ta mới đăng lên được. Đó, thì chúng ta mới đăng lên được. Đây, thì đăng lên cũng rất là dễ, các chị chỉ cần đăng lên, sau đó bấm thêm liên kết, sau đó chọn cho một sản phẩm, rồi bấm vô chữ thêm là xong. À, thì ngay lập tức là giờ cái video của mình nó sẽ có gì, nó có một cái giỏ hàng như thế này, sẽ có một cái giỏ hàng như thế này ha. Rồi, bây giờ em sẽ demo. Bao nhiêu các chị muốn em demo là mình đăng một cái video mà gắn được một cái giỏ hàng bên dưới như thế này ạ? Anh chị nào muốn em demo comment muốn nè, comment với là muốn giúp em nè, comment muốn giúp em nè. Những cái giải pháp view ra khác ở ngoài thị trường nhá. Rồi, đây em demo cho các chị coi cái cách là gì ạ? Mình sẽ đăng một cái video lên. Mình sẽ đăng một cái video lên và mình gắn giỏ hàng bên dưới ha. À, mình sẽ đăng một cái video lên và mình gắn cái giỏ hàng bên dưới. Đây nó như thế này nè các chị. Đây nó như thế này ha. Đây ví dụ như là bây giờ mình sẽ đăng một cái video lên nè, mình bấm vào dấu cộng nè. Rồi mình chọn video, mình bấm video mình tải lên ha. Sau đó mình chọn vô một video, sau đó mình kiếm cái video nào mà mình có mình ngồi mình nói mà nó có cái mic đi. Đây ví dụ như video này đi. Đó. Thì mình chỉ cần bấm tiếp nè. Nhớ nha. Ví dụ như mình muốn bấm, mình muốn dạ. Mình muốn đăng video để mình bán hàng. Đó thì làm sao? Thì cái sản phẩm của mình nó phải xuất hiện trong video nha. Rồi bấm tiếp nè. À, rồi mình đặt gì ạ? Đây mình đặt tiêu đề. À, ví dụ như là chia sẻ. Đó. Các. Miệng vượt sáng bật tông. Kiến thức. Nó thành một cái gì như là. Đó, làm TikTok. Ví dụ vậy. Rồi sau đó chọn hashtag vô. Đó, chọn hashtag vô ha. Rồi sau đó dạ chọn ảnh bìa. À, ngày hôm qua đã hướng dẫn rồi. À, đúng không? À, cách làm video ví dụ vậy. À, nhanh. À, rồi chúng ta làm một cái gì ạ? Cái ảnh bìa. Rồi sau đó dạ các anh chị bấm vô cái chữ là thêm liên kết nè. Ở đây nó có một cái chữ thêm liên kết. Rồi đó, bấm vô cái chữ sản phẩm. À, rồi chọn vô, chọn cái mục vô. Đây ví dụ như mình chọn cái sản phẩm này nè. À, bấm thêm. À, rất là dễ các chị, rất là dễ luôn. À, rồi ví dụ như là dạ mình sẽ sửa được cái chữ này luôn ha. Ví dụ như là mua mít à, mua mít giống giống mình. À, mua mít giống mình tại đây. À, rồi sau đó bấm chữ thêm. Rồi xong, bây giờ chúng ta chỉ cần bấm chữ đăng thôi, bấm đăng video thôi. Bước này khoảng 5 phút nha. Rồi. À, thì bây giờ chúng ta đợi thằng TikTok nó duyệt trong vòng vài giây nha. À, từ 5 tới 10 giây. À, từ 5 tới 10 giây. Thì lúc đó gì ạ? Chúng ta có thể là vào coi cái video của mình. À, và khi mà người ta lướt, người ta gặp cái video của mình đó các chị, thì nó sẽ xuất hiện một cái giỏ hàng. À, nó sẽ xuất hiện một cái giỏ hàng ha. Đây giống như vậy này các chị. Đây. À. Đây sau đó người ta có thể bấm vô người ta mua hàng được này các chị. À, hay không ạ? À? Bao nhiêu các chị thấy cái này rất là hay, comment với là hay đi ạ. À. Đó rất là dễ các chị, rất là dễ. Đó rất là dễ để chúng ta có thể là gắn được cái giỏ hàng bên dưới ha. Đó để chúng ta có thể là gắn được cái giỏ hàng bên dưới. Đó hay không? Đây các chị nhìn thấy nè, mới làm video nó đã được luôn rồi này các chị. Mua mít giống mình tại đây nè, thấy chưa? À, người ta bấm vào đây, người ta chỉ cần muốn mua, người ta bấm vô đây người ta mua thôi. Người ta chọn mic người ta mua thôi. Rất là dễ dàng luôn. À, và cái việc của mình chỉ cần là dạ sáng tạo nội dung video thôi các chị. Cái việc của mình là chỉ cần sáng tạo nội dung video thôi. Rồi mình đăng lên nền tảng thôi các chị. Mình đăng lên nền tảng thôi. À, các chị cứ tập trung học đi ạ. À. Các chị cứ tập trung học đi. Rồi thật sự là khi mà các chị có nhu cầu, các chị muốn gì ạ? Phát triển cái nền tảng TikTok này. Đó, thì Cảnh sẽ có những cái lớp học chuyên sâu mà cầm tay chỉ việc cho các chị luôn. Đó, để cam kết là các chị sẽ làm được hết ha. Đó,
Rồi. Tiếp theo là gì ạ? À, những cái sản phẩm nào mà chúng ta gì ạ? Bị đình chỉ hay là những cái sản phẩm mà bị hết hàng thì chúng ta sẽ vào cái mục TikTok shop là để chúng ta xóa những cái sản phẩm đó đi. À, xóa một sản phẩm nha. À, xóa sản phẩm trên giỏ hàng. Là những cái sản phẩm nào chúng ta hết hàng nè, hay là những cái sản phẩm nào chúng ta không còn bán nữa thì chúng ta nên xóa nó đi khỏi cái giỏ hàng của mình ha. Rồi, hay là gì ạ? Chúng ta có thể là bật livestream lên. À, lưu ý trong livestream cũng phải có sản phẩm ha. Đây. À, chúng ta bấm vào dấu cộng, sau đó chúng ta bấm bật livestream, sau đó chúng ta phim sản phẩm vào. À, rồi. Chúng ta bắt đầu like thôi. À, chúng ta bắt đầu like và người ta sẽ mua sản phẩm của mình trên cái livestream của mình được luôn. Dĩ nhiên chúng ta cần phải có TikTok shop đúng không? Dĩ nhiên chúng ta cần phải có TikTok shop. Bên rồi. Đang nhắc. Đó là về cái chủ đề gì ạ? Đó là về cái chủ đề là thứ hai là về chủ đề TikTok shop ha, chủ đề TikTok shop. Đó. Rồi tiếp theo đây là gì ạ? Cảm xin chia sẻ các chị chủ đề thứ ba. À, chủ đề thứ ba đó là về chủ đề gì ạ? Kiếm tiền từ TikTok shop, đó là affiliate tiếp thị liên kết. À, ví dụ như những anh chị mà không có sản phẩm thì sao? Thì chúng ta có thể là chọn phương án là gì ạ? Làm tiếp thị liên kết cùng với TikTok shop. À, cùng với TikTok shop này các chị. Đây. À, chúng ta cũng có thể là biết được cái số tiền mà chúng ta nhận được là bao nhiêu tiền cho cái sản phẩm đó luôn. Và chúng ta có thể là bán được bất kỳ cái gì luôn các chị. Chúng ta có thể là bán được bất kỳ cái gì trên cái nền tảng TikTok shop luôn. Đây. Ví dụ như em demo cho các chị coi thử ha. Thì cái bước này mà sẽ giúp cho cái da của là gì? Nó được chăm sóc tối ưu nhất đấy ạ. Thì cái bước này thì em chúng ta là gì? Chúng ta thao tác đây em demo cái phần tiếp thị liên kết cho các chị xem nha. Đây đầu tiên là các chị, đầu tiên trên cái là dạ, sau khi chúng ta tạo ra được cái giỏ hàng, đây sau khi chúng ta tạo ra được cái giỏ hàng như thế này thì chúng ta có thể là bán được một cái gì, bán được một cái TikTok tiếp thị liên kết. Ví dụ như bây giờ cảnh muốn bán bất kỳ cái gì nha, à, anh chị có thể là ví dụ bên dưới đi ạ. À, các chị có thể là lấy ví dụ bên dưới cảnh có thể bán bất kỳ cái gì luôn. Trong cái bụng của chúng ta á có cái sample đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta chỉ cần bấm vô gì ạ? Chúng ta chỉ cần bấm vô cái TikTok shop này các chị. Bấm vô TikTok shop nè. Bây giờ chúng ta bấm vô cái gì ạ? Cái sàn sản phẩm này các chị. Đó. Máy xay thịt đúng không? Đây. À, cảnh chỉ cần bấm vào đây cảnh sẽ tìm cái chữ là máy xay thịt nè. Máy xay thịt đúng không? Đó. Thấy chưa? Rồi nó sẽ ra rất là nhiều nè các chị. Mình có thể tìm kiếm cái sản phẩm đó nha. Mình có thể tìm kiếm cái sản phẩm đó. Rồi. Sau đó mình bấm vô là ở đây là các chị có rất là nhiều cái sản phẩm cho mình sự lựa chọn này các chị. Đây là máy xay thịt nè. Và đặc biệt một điều ở đây là gì, chúng ta còn biết được là cái số tiền mà mình có thể kiếm được là bao nhiêu cho cái sản phẩm này luôn. Đây ví dụ như là 20.000, à, đây là gì ạ, kiếm được 70.000 luôn là các chị. À, kiếm được 70.000 nhưng mà sản phẩm này là tới 349.000, còn sản phẩm này chỉ có 167.000 thôi. À, gọi đây kiếm được 12.000 này các chị, 12.000, thấy không, hay không? Hay không ạ? À? Hay thì comment hay bên dưới đó. À, thì cái này là gì ạ? À? Khi mình đăng sản phẩm lên là mình có thể là thiết lập một cái mức hoa hồng nha. Bằng cách là mình vào TikTok shop mình thiết lập hoa hồng. À, mình muốn thiết lập bao nhiêu mình thiết lập thôi. Do mình nha. Do mình muốn trả bao nhiêu là mình trả nè các chị. Đây ở đây người ta thiết lập hoa hồng là bao nhiêu? À, 69.000 là gần 20%, 15% nè các chị. Đúng chưa? Hả? À, người ta muốn thiết lập cái mức hoa hồng bao nhiêu là người ta thiết lập ở đây nha các chị. À, người ta thiết lập ở đây. Thì bây giờ mình chỉ cần muốn gì, mình muốn nhập cái sản phẩm này về thì chỉ đơn giản thôi. Mình chỉ cần bấm nút thêm thôi. Đây bấm nút thêm nè. Rồi, sau đó các chị ra cái sản phẩm ra cái TikTok shop của mình này các chị. Đây. Thì các chị sẽ nhìn thấy một cái máy xay thịt ngay chân đây luôn. Hay không? Hay không ạ? À? Hay comment dưới là hay giúp em nhỉ? Hay comment hay bên dưới giúp em nhỉ? Mình có thể bán bất kỳ một cái sản phẩm nào mà mình không cần phải nhập về, để tránh gì ạ? Tránh rủi ro về nhập hàng, tồn kho, quản lý nhân viên, à, xử lý đơn hàng, đúng không? À, với cách này là mình có thể là gì ạ? Kiếm tiền từ cái nền tảng TikTok shop, à, kiếm tiền bằng cách là affiliate tiếp thị liên kết. Rồi tiền nó đổ về đâu nè các chị? Tiền nó đổ về đâu các chị coi nè. Đây, tiền nó đổ về cái TikTok shop mình nè. Ví dụ như mình bấm vô TikTok shop nè. Rồi sau đó mình bấm vô cái chữ hoa hồng nè. À, thì các chị thấy tiền nó đổ về đây nè các chị. Đây 1.938.000. À, đây là doanh thu của em trong một tuần lễ. À, trong một tuần lễ đơn hàng của em là em kiếm được 1.938.000.
mà em không còn phải nhập hàng, không còn phải tốn tiền bất kỳ cái gì, chi phí nhân viên gì hết. Bao nhiêu các anh chị thấy cái này tuyệt vời, comment tuyệt vời đi ạ. Nếu có thể thì tay về đi ạ. Anh chị nào thấy tuyệt vời comment tuyệt vời đi ạ. À, tuyệt vời không ạ? Cái việc của mình còn lại là gì ạ? À, một tháng là gì các chị hình dung nè. Có rất là nhiều bạn trẻ ngoài kia, mấy bạn chỉ là dạ áp dụng bán về TikTok shop thôi. Bán affiliate tiếp thị liên kết rồi các chị. Các bạn kiếm được vài chục triệu một tháng đó các chị. Có những bạn giỏi nha, có những bạn giỏi kiếm được vài trăm triệu một tháng luôn từ cái tiếp thị liên kết thôi. Bạn cái việc gì ạ? Các chị hiểu một cái nguyên tắc rất là đơn giản nè. Bạn ấy có thể làm một dạ 20 video, 30 video mà không bán được hàng. Nhưng mà tới video thứ 31 hay là thứ 51, tự nhiên video đó được ăn đề xuất thì bạn hàng ngày có rất là nhiều đơn hàng luôn các chị. Chỉ cần một video được ăn đề xuất thôi, cái video đó có thể bán hàng trăm, hàng ngàn đơn hàng mỗi ngày luôn. Đó, các chị nhớ, hình dung rằng, đó, chúng ta chỉ việc còn lại chúng ta cần phải làm là gì? Là chúng ta dạy, chúng ta làm tốt là chúng ta sản xuất video, à, chúng ta sáng tạo video, edit video, sau đó chúng ta đăng lên kênh thôi. À, vô tình một ngày nào đó, cái video chúng ta được nhiều người xem và cái tỷ lệ mua hàng cao trên cái shop đó, trên cái video đó, thì chúng ta sẽ có hoa hồng. À, hoa hồng nó liên tục với các chị. Giống như là một tuần cảnh có giờ, một tuần cảnh có 2 triệu, 3 triệu, 1 triệu, 5 triệu, tùy theo cái sao, tùy theo cái video của mình các chị, tùy theo cái video của mình. Đó, thì mình sẽ bán được rất là nhiều hàng hết các chị, rất là nhiều hàng. Đó, được mà. Rồi. Nếu mà anh chị nào mà muốn làm tiếp thị liên kết mà không có gì, không còn phải có sáng tạo gì hết mà vẫn có thể làm video để đăng lên kênh của mình, các anh chị có muốn biết cách làm không ạ? À? Anh chị muốn biết cách làm comment với là muốn nhỉ, cảnh đề môi cho các anh chị coi luôn nè. Là gì? Chúng ta muốn bán một cái tiếp thị liên kết mà chúng ta làm biến, chúng ta không có biết quay video, chúng ta không biết sáng tạo nội dung gì hết. Đó, thì bây giờ chúng ta chỉ cần lấy video về chúng ta edit, chúng ta đăng lên kênh của mình thôi. Đó, được không? Rồi, giới thiệu cho các anh chị luôn cái cách làm nè. Chúng ta sẽ có 3 bước nha. Chúng ta sẽ có 3 bước các anh chị ghi lại nha. 3 bước để là gì? Để là sản xuất ra video, làm tiếp thị liên kết nha. 3 bước. Bước đầu tiên là các anh chị vô cái TikTok shop nè, các anh chị vô cái sản phẩm Thịnh Hành. Đây ví dụ như ở đây nó có nhiều sản phẩm, tùy theo các anh chị chọn nha. À, tùy theo các anh chị chọn. À, ví dụ như các anh chị có thể chọn những cái sản phẩm khác thì các anh chị nhập vô cái sàn sản phẩm, các anh chị tìm kiếm. Các chị tìm kiếm. À, các anh chị có thể tìm kiếm trên đây ha. Còn không thì các chị vào cái sản phẩm là gì ạ? Cái Thịnh Hành này. Đây ví dụ như đã bán là đời được này. Ở đây là cái trang Thịnh Hành này là những cái sản phẩm đang được bán nhiều nhất trên TikTok shop nha. Đây ví dụ như ở đây là gì ạ? Chúng ta sẽ kiếm được 27.000 cho cái kệ này nè. Đây cái kệ này. À, thì đầu tiên mình sẽ vô đây mình lấy hình ảnh cái kệ nha. Đây mình vô mình chụp hình lại. À, mình chụp hình cái kệ này lại cho em. Thấy chưa? Tại con dơ bẩn. Vậy thì cái hiệu quả nó sẽ như thế nào nếu mà người ta có hỏi mình, bởi vì nếu đây chụp hình cái kệ này lại cho em. Mình vô là dạ. Bước đầu tiên là mình sẽ lấy hình ảnh nha. Bước đầu tiên mình sẽ lấy hình ảnh để là gì ạ? Những cái sản phẩm nào mình muốn bán thì đầu tiên là mình sẽ lấy hình ảnh đó về. Rồi bước thứ hai là gì ạ? Mình gửi những cái hình ảnh này qua truyền file. Chú thuốc nữa kìa. Bước thứ hai là cảnh sẽ gửi qua truyền file nè. Trên cái điện thoại của mình nó có một cái chỗ là truyền file, các chị truyền file hay là icon của tôi đó, cờ lao của tôi đó, để mình truyền qua đây. À, thấy chưa? Rồi bước thứ hai là gì? Đây bước thứ nhất là đã có hình ảnh rồi. Bước thứ hai là sao? Bước thứ hai là cảnh sẽ vào đây các chị. Bước thứ nhất rồi nha. Bây giờ tới bước thứ hai. Bước thứ hai thì cảnh sẽ dạ, cảnh vào đây cảnh lấy, cảnh lưu những cái hình ảnh này về. Với cái sản phẩm view này thì anh chị có thể view gì hàng tuần, bởi vì nó tương đối nhẹ nhàng nên là gì anh chị có thể phim hoàn toàn không cần phải một quá trình gì đợi ra nó phục hồi tầm 2 tuần đến 2 đến 4 tuần. Cảnh sẽ vào cái trang gì ạ? Cảnh sẽ vào cái trang là 1688. Đây cảnh sẽ vào trang 1688. 2 đến 3 lần. Bước thứ hai là cảnh sẽ vào trang 1688.com để cảnh tìm nha. Cảnh tìm tên cái sản phẩm này bằng cách là gì? Mình bấm vô cái máy ảnh nè. Mình bấm vô cái máy ảnh, chọn cái hình sản phẩm của mình lên. Đây. Quá nắng chọn cái sản phẩm lên. Sau đó bấm vô cái mục tìm kiếm ha, bấm vô cái mục tìm kiếm. Sản phẩm không mà không có. Đó thì đó là cái lợi thế của cái sản phẩm. Tức là chị có thể nó rất nhẹ nhàng nó sử dụng được. Rồi, thằng 1688 nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đi tìm kiếm cái sản phẩm này cho mình ha. Cái thằng 1688 nó sẽ đi tìm kiếm cái sản phẩm này cho mình. Đây, nó đi tìm những cái kệ dép này các chị, nó đang đi tìm những cái kệ ha. Rồi, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, một cái giải pháp mà nó không gây cho chúng ta cái cảm giác khó chịu và nhiều khi thì
Rồi đây không có những cái kệ này rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ là lấy một cái sản phẩm khác đi. Đây ví dụ như Cảnh sẽ lấy một cái sản phẩm này đi. Yên tâm, chúng ta sử dụng cái sản phẩm của nhà sale thì không có cái hiện tượng đỏ đâu ạ. Đó, mà ra chúng ta là sẽ đẹp ngay lên sau mỗi lần peel. Và yên tâm là sau đó sẽ không có hiện tượng là bong chóc. Đây, ví dụ như Cảnh lấy một cái sản phẩm này để cho dễ hình dung ha. Rất là tuyệt vời. Cái kệ đó không tìm được rồi. Đây, bây giờ mình sẽ vào trang 1688. À, mình bấm vô. Mình quay ra cái trang 1688 nè. Đây để tí xem là 1688.com. Câu hỏi của các chị em chưa ạ? Rồi, mình sẽ bấm vô cái máy cái máy ảnh nha. Sau đó mình tìm kiếm cái sản phẩm nè. Đây, mình dán cái sản phẩm vô. Cái sản phẩm này cũng đang rất là thịnh hành trên TikTok nha. Đó là cái son môi đó các chị. Đó là cái son môi. Rồi, thằng 1688 nó đang đi tìm kiếm cho mình ha. À, không á, tại vì trẻ con sao? Mạng bữa nay có vẻ hơi chậm nha các chị, các chị chờ chút xíu nha. Có thể là mình đang mở quá nhiều cái tab thì sao? Đây. À, thì ở đây là cái sản phẩm này các chị. Bây giờ các chị chỉ cần bấm vào một cái nào đó thôi. Ví dụ như bấm vào đây đi. À, bấm vào đây để gì? Mục đích của mình là gì? Mình lấy cái tên nha. Mục đích của em làm cái này để em lấy cái tên. À, em lấy cái tên sản phẩm này nè. À, đây em lấy cái tên này. Bước đầu tiên, là tìm kiếm, đó, bước đầu tiên là tìm kiếm cái sản phẩm nha. À, bước thứ hai là gì ạ? Lên 1688 để mình kiếm cái tên sản phẩm này nè. À, bước thứ ba là gì ạ? Em sẽ copy cái tên sản phẩm này. À, sau đó em vào một cái trang, đó có tên là trang Douyin, Douyin nha các chị. À, đây là cái trang Douyin nè. À, Douyin của Trung Quốc á. Đây mình vào cái trang là douyin.com để chi? Để mình tìm cái sản phẩm này nha, để mình tìm những cái video của sản phẩm này để mình tải về. Đây bác sĩ hỗ trợ cho chúng ta những cái giải pháp để giúp cho chúng ta cải thiện cái vấn đề của mình, đúng không ạ? Rồi mình vào cái trang Douyin này xong mình sẽ gì ạ? Mình sẽ copy, hồi nãy mình đã copy nè, mình copy cái tên bên đây nè, mình sao chép cái tên bên đây nè, thấy chưa? À, mình copy cái đó để mình dán vô cái trang này. Đây mình dán vô đây, còn trên V nè. À, sau đó mình bấm tìm kiếm. Sau đó mình bấm tìm kiếm. À, thì nó sẽ ra rất là nhiều cái video cho cái sản phẩm này luôn nha các chị. À, và nó sẽ ra rất là nhiều video cho cái sản phẩm này. Bước thứ ba là chúng ta chỉ cần lấy video về, chúng ta đưa vào cấp cấp, chúng ta chỉnh sửa edit lại và chúng ta đăng lên kênh. Thì chúng ta sẽ có những cái video. Và các chị nhìn thấy những cái video bên đây á, người ta làm rất là siêu luôn nha các chị. Video làm rất là đẹp luôn. À, đây ví dụ như một cái video này ha. À, thì chúng ta có thể là bấm vào đây nè các chị, bấm và chia sẻ nè, sao chép liên kết. Thì bây giờ làm sao để lưu được, cái video này về, thì chúng ta chỉ cần bấm vào nút chia sẻ nè, để con chuột vào nút chia sẻ, sau đó chúng ta bấm sao chép liên kết nè. À, bấm vào cái hình ghim nè, là chúng ta sẽ là dập sao chép liên kết. Sau đó các chị vào một cái trang, đó là trang synapse.app. Trang này cho phép chúng ta tải bất kỳ một video nào trên Facebook, TikTok, YouTube, Trung Quốc, Mỹ gì, bất kỳ nền tảng nào ở đâu, chúng ta đều có thể tải video về bằng cách chúng ta dán cái link vào đây thôi. À, bằng cách chúng ta dán cái link vào đây là chúng ta có thể tải về liền ha. Tuy nhiên thông thường không biết là chị Mỹ Hạnh là bao nhiêu tuổi hoặc là có hình ảnh trực tiếp thì mình à, video ở đây này các chị. À, sau đó chúng ta bấm download là chúng ta tải video về. Thông thường các chị ở tầm độ tuổi này nó xuống rồi nè. Trở lên thì cái mụn thường không có nhiều đâu. Mà chủ yếu là vấn đề nó gây ra rồi. Chủ yếu là do hay không? Ví dụ như là do sinh hoạt này. Ba cách nha các chị. Cách đầu tiên nó hơi phức tạp chút xíu nhưng mà Cảnh sẽ có video hướng dẫn chi tiết cách làm để cho những anh chị nào mà muốn làm tiếp thị liên kết mà không biết sáng tạo nội dung, không biết làm video thì chúng ta có thể làm cách này. Chúng ta đưa vào cấp cấp, chúng ta edit chỉnh sửa lại thì ngay lập tức chúng ta sẽ có một video chúng ta sẽ đăng lên nền tảng của mình. Và chúng ta sẽ đăng liên tục lên các chị. Và có những cái video của bên Trung Quốc á các chị, video bên Douyin á của Trung Quốc á, có những video rất là hay luôn. À, rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta chỉ cần lấy về chúng ta dạy, chúng ta edit chỉnh sửa lại rồi chúng ta đăng lên kênh của mình thôi, thì những video đó sẽ có cơ hội chịu view luôn các chị. À, hay không ạ? Hay không ạ? Bao nhiêu các chị thấy hay ạ? Thì các chị comment dưới là quá hay đi ạ. Đỉnh không ạ? À, hay không ạ? Hay thì comment bên dưới là hay giúp em ha. Nếu video toàn chữ tàu sao thì xóa chữ trong video luôn nha. À, Cảnh có một cái app giúp chúng ta xóa toàn bộ cái chữ trong video đó luôn.
bác sĩ cho hỏi em đang muốn xóa bao nhiêu chữ thì xóa, à, chỉ cần không? Chọn vô là xóa được luôn các chị, không ha, tuyệt vời chưa? Hả? Thì đó là dành cho những anh chị nào mà muốn làm tiết kiệm liên kết mà làm biến làm video, ha, không muốn sáng tạo nội dung đó, ha, nước làm sạch đúng không? Anh chị có thể trang điểm. Rồi tiếp theo là sao ạ? Đây, chúng ta còn coi được cái hoa hồng của mình ha, và mình có thể rút tiền về luôn các chị, mình có thể rút tiền về luôn ha, ha, mình có thể rút tiền về. Và chúng ta có hai hình thức để rút tiền, một là chúng ta rút về ngân hàng, hai là chúng ta rút về ra Zalo Pay. Và chúng ta rút tiền này về cực nhanh luôn các chị chỉ cần rút tiền khoảng 10 tới 15 phút là tiền nó tin vào tài khoản của mình luôn. Đó, là tiền nó tin về tài khoản của mình luôn nha. Rất là nhanh luôn các chị, rất là nhanh. Không chat nữa, có gì mình hỗ trợ. Rồi. Rồi có chị em nào có câu hỏi thì rồi tìm kiếm sản phẩm hot trend này các chị, thì các chị ở đây là gì ạ? Chúng ta sẽ có gì ạ? Hai cách để giúp các chị tìm kiếm những cái sản phẩm hot trend. Đầu tiên là gì ạ? Chúng ta vào tiktok.com, chúng ta gõ từ khóa là TikTok My, My Business, chúng ta gõ từ khóa vào. Rồi bước thứ hai là chúng ta sẽ tìm ra được rất là nhiều cái sản phẩm mà ở thị trường Việt Nam chưa có. Sau đó chúng ta gì ạ? Chụp màn hình lại, chúng ta chụp màn hình này lại nè. Sau đó các chị vào vào trang 1688.com. Các chị bấm vô cái hình ảnh các chị tìm kiếm. Đó, thì nó sẽ ra được rất là nhiều cái sản phẩm luôn ha. Còn cái này thì những anh chị nào mà thật sự mà có nhu cầu mà nhập hàng á thì các chị chỉ cần tìm sản phẩm thôi. À, Cảnh có một cái đơn vị là cũng là học viên của Cảnh luôn. À, thì bên đó là chuyên về nhập hàng Trung Quốc ha, nhập hàng Trung Quốc. Chúng ta chỉ cần tìm sản phẩm thôi. Bên đó sẽ là người đưa giá và đem sản phẩm về cho chúng ta với một cái giá không? Với một cái giá hợp lý nhất ha. Với một cái giá hợp lý nhất. Hay là nó là tập trung ở hai cái bên vùng má thôi. Rồi. Hát nước, hát cả mỏ, cả mát, cả mùi. Ở đây nè các chị, hồi nãy có rất là nhiều anh chị, hồi nãy có một anh chị hỏi nè là làm sao để chúng ta thiết lập được hoa hồng nè các chị. À, nếu mà chúng ta có sản phẩm á thì chúng ta có làm thiết lập cho người hồng, hoa hồng cho người bán để người ta làm tiếp thị liên kết cho mình á, bằng cách là các chị vào TikTok seller, các chị bấm vào tiếp thị liên kết nè, sau đó các chị bấm vào cái phần cửa hàng, rồi sau đó các chị nhập cái phần trăm mà các chị muốn thiết lập cho cái cửa hàng của mình là được. À, ví dụ như ở đây các chị có thể nhập 10%, 20%, 30%, 40%, các chị chỉ cần nhập con số như này thôi. Thì cái sản phẩm của mình khi mà người ta bán thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ trừ cái hoa hồng đi. Ví dụ như các chị bán một cái sản phẩm 100.000, các chị thiết lập là 20%. Thì khi mà người ta bán hàng cho mình thì mình sẽ giảm, mình chỉ còn có 80.000 thôi. Đó, còn 20.000 kia là mình đã trả cho những người bán hàng cho mình rồi. Còn 20.000 kia là mình sẽ trả cho những người bán hàng cho mình ha. Thì cái này chúng ta vào cái kênh TikTok của chúng ta ấy ha. Thì tất cả cái này đều có video hướng dẫn cho các anh chị xem nha. Đó. Nếu mà cuối chương trình anh chị ở lại cuối chương trình, các anh chị sẽ có cơ hội nhận toàn bộ video và được Cảnh và đội ngũ của Cảnh hướng dẫn nha, chi tiết nha các anh chị. Rồi bao nhiêu các anh chị muốn là làm được tất cả những cái gì mà Cảnh chia sẻ từ hai ngày, từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay ạ, comment với là tôi đi ạ. Bao nhiêu các anh chị muốn là chúng ta có thể là biết qua cái kênh TikTok rồi chúng ta sẽ chiến luôn, chúng ta sẽ bắt đầu xây kênh và bán hàng trên những cái nền tảng này ạ, trên những cái nền tảng này ha. Rồi, anh chị nào muốn comment với là tôi giúp em nè, comment với là tôi giúp Cảnh nha. Rồi, nhớ, sau 2 ngày học, Cảnh sẽ gửi toàn bộ slide này cho các anh chị nha. Rồi. Thiết lập nhận hoa hồng thì rất là đơn giản nha các chị, cái đó rất là đơn giản, chỉ cần thiết lập cái tài khoản vô là được ha. Rồi ở đây nè, ở đây làm sao chúng ta tìm ra được những cái KOL mà nãy Cảnh nói á, thì các chị chỉ cần vào cái phần tiếp thị liên kết, các chị vào cái phần tìm nhà sáng tạo, sau đó là gì ạ? Sau đó là chúng ta muốn tìm những cái người nào á thì nó sẽ hiện ra luôn ha.
ở đây có cả số điện thoại cho chúng ta luôn đó, để chúng ta tìm kiếm đó, tìm kiếm những KOL mà chưa nổi tiếng lắm, chưa nổi tiếng lắm ha. Rồi à, tiếp theo là dạ, tiếp theo mình sẽ nói với các anh chị về cái phần là chủ đề thứ tư là về phần quảng cáo TikTok ha, quảng cáo TikTok. Rồi TikTok cũng giống như các nền tảng khác các anh chị, khi có lượng người dùng lớn thì họ sẽ thu tiền từ quảng cáo thôi à, và quảng cáo là cách nhanh nhất để chúng ta có khách hàng à, các anh chị đồng ý không ạ? Ở bất kỳ một nền tảng nào thì họ giờ cuối cùng họ cũng phải giờ đẩy người dùng vào quảng cáo để chi, để họ thu tiền, đúng không à, bao nhiêu các anh chị cảm thấy đúng comment số 1 nhỉ, cảm thấy đúng comment số 1 nhỉ à, các anh chị tương tác giúp Cảnh nha. À, bây giờ chúng ta còn có rất là ít người à, nên là rất là mong các chị tương tác với em để mình có động lực hơn nha các chị, để mình đi tiếp nha, để mình đi tiếp. Rồi chúng ta sẽ tiếp này các anh chị. Bây giờ quảng cáo thì làm sao để chúng ta có thể quảng cáo trên nền tảng TikTok bây giờ à, thì chúng ta cần điều kiện như thế nào để chúng ta quảng cáo ha. Đầu tiên là tất cả quảng cáo trên TikTok đều cho phép những nhà quảng cáo target được đúng đối tượng khách hàng. Cái này thì những nền tảng nào cũng được hết nha các anh chị à, ví dụ như là vị trí địa lý nè, hay là độ tuổi nè, rồi giới tính nè à, đối tượng khách hàng mà mình muốn nhắm tới là ai nè, thì trên nền tảng TikTok nó cũng cho phép chúng ta nhắm được target chính xác luôn ha. Rồi tiếp theo là gì ạ? Nguyên liệu để chạy quảng cáo là gồm có cái gì để chúng ta chạy quảng cáo được? Đầu tiên chúng ta cần phải có tài khoản TikTok, đúng không? Cái tài khoản TikTok là chúng ta cần phải có đó, là tài khoản profile đó, là TikTok profile đó các anh chị. Thứ hai là gì ạ? Từ cái TikTok profile này chúng ta sẽ tạo ra tài khoản S, tài khoản quảng cáo. ADS là quảng cáo nha, ADS là quảng cáo nha các anh chị. Rồi thì nó có hai dạng tài khoản quảng cáo các anh chị. Thứ nhất là tài khoản quảng cáo cá nhân, tài khoản quảng cáo cá nhân ha. Thứ hai là tài khoản ANC, hay là gọi là tài khoản doanh nghiệp đó. Ví dụ như tài khoản cá nhân thì nó có gì ạ? Nó có một cái nhược điểm là gì? Khi mà các chị sử dụng tài khoản cá nhân á thì chúng ta sẽ tốn một cái chi phí là thuế. Thuế là 12% nha các chị, 12%. Chúng ta nạp 1 triệu ngân sách vào thì chúng ta tốn 120.000. Chúng ta chạy 10 triệu chúng ta sẽ tốn 1.2 triệu. Đó. Thì đây được gọi là thuế nha các chị, 12%, 12% thuế. À, chúng ta chỉ cần nạp 1 triệu vào là chúng ta sẽ mắc 120.000. À, cái này được gọi là tiền thuế. À, thì đây là cái nhược điểm của cái tài khoản cá nhân. Đây là nhược điểm của tài khoản cá nhân. Và có một cái dạng tài khoản thứ hai mà người ta đang bán tràn lan trên mạng, đó là tài khoản ANC. À, tài khoản ANC là tài khoản của một cái đơn vị công ty, người ta liên kết với bên TikTok, người ta sẽ cung cấp cho mình những cái tài khoản này. Thì có nhiều đơn vị là gì ạ? Và tài khoản này chúng ta chạy quảng cáo không tốn thuế, không tốn 12% nha các chị, không tốn 12% thuế, không tốn 12% thuế. Đó, hình dung chưa? Không tốn 12% thuế. Thì tài khoản này là gì ạ? Không tốn thuế. Thì tài khoản này hiện tại đang bán là gì ạ? Ở ngoài kia người ta đang bán là 2 triệu có, 3 triệu có cho một tài khoản nha. 2 triệu có, 3 triệu có cho một tài khoản. Còn ở đây, nếu anh chị nào mà gì ạ, tham gia những cái khóa học chuyên sâu cùng với Cảnh á, với bên đơn vị của Cảnh á, thì các anh chị sẽ được gì ạ, sẽ được hỗ trợ tạo một cái tài khoản ANC hoàn toàn miễn phí, và sẽ được Cảnh và đội ngũ bên ANC hỗ trợ cho các anh chị luôn. Cảnh và đội ngũ của TikTok hỗ trợ cho các anh chị khi các anh chị chạy quảng cáo. Khi các anh chị chạy quảng cáo nha. Rồi. Rồi chúng ta cần phải có cái gì nữa ạ? Chúng ta cần phải có một cái thẻ Visa. Thẻ Visa hoặc là Master để chúng ta add vào, để chúng ta nạp tiền để chúng ta chạy ha. Rồi tiếp theo là chúng ta cần phải có video để chúng ta chạy à, chúng ta chạy quảng cáo trên Facebook á thì không cần video cũng được, chỉ cần hình ảnh với content là được rồi. Nhưng mà trên thằng TikTok á thì bắt buộc chúng ta cần phải có video nha, cần phải có video để chúng ta chạy ha. Rồi video nó khoảng dưới 1 phút nha các chị, video nó khoảng dưới 1 phút. Rồi chúng ta còn phải có video có sản phẩm, ví dụ là chúng ta chạy quảng cáo giới thiệu về cái mic này đi, thì chúng ta còn phải có video mà trong video đó nó sẽ xuất hiện cái mic này ha, để chúng ta chạy quảng cáo chúng ta bán cái mic này đó. Rồi tiếp theo là chúng ta gì ạ? Nó có hai hình thức quảng cáo,
mà quảng cáo hình thức thứ hai đó là quảng cáo chuyển đổi. Mà chúng ta muốn chạy quảng cáo chuyển đổi á thì chúng ta cần phải có trang Ladybay nha, cần phải có trang Ladybay đó. Và trang Ladybay là gì, chút xíu cảnh sẽ demo làm một trang Ladybay cho các chị coi, cho các chị coi thử ha. Rồi chúng ta sẽ có bốn loại hình quảng cáo nha các chị. Đầu tiên đó là quảng cáo tăng lượt follow đó, giúp tăng người theo dõi kênh của mình. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào kiến tạo nè. Rồi sau đó thì mình sẽ vào cái phần là gì tương tác với cộng đồng. Đặt cái bếp hồng ngoại đúng không anh? Là chúng ta sẽ chạy quảng cáo tăng lượt follow. Quảng cáo này không có gì không có bán hàng được nha, không có bán hàng được. Thanh toán tổng là 3. Rồi cái quảng cáo thứ hai đó là gì tăng lượt người xem video của mình. Rồi. Quảng cáo thứ hai là tăng lượt người xem video của mình. Đây. Đó là chúng ta sẽ bấm vào phần tạo, sau đó chúng ta bấm vào số lượt xem video. Số lượt xem video ha. Đó. Rồi, số lượt xem video. Và hai hình thức này là các chị, hai hình thức này chúng ta sẽ không mang không ra đơn nha các chị. Hai hình thức này sẽ không ra đơn. Và hình thức thứ ba và hình thức thứ tư thì nó mới mang người đơn hàng cho mình. Đó là gì ạ? Quảng cáo gì ạ? Tiếp theo là quảng cáo gì ạ? Quảng cáo mua hàng trực tiếp trên giỏ hàng. Đây. À, nó là như thế này nè các chị. Mua tại cửa hàng, mua tại cửa hàng. Cái hoài á. Đây ví dụ như thế này cho các chị dễ hình dung ha. Đầu tiên chúng ta có một cái video giống như hồi nãy, thì chúng ta có thể là chạy trực tiếp cái video này luôn. Khi người ta xem video này, người ta bấm vào đây chữ mua hàng này các chị, người ta bấm vào dạ, bấm vào cái giỏ hàng, người ta bấm vào cái giỏ hàng thì ngay lập tức là người ta có thể là dạ, người ta có thể mua cái sản phẩm đó luôn. Người ta có thể là mua cái sản phẩm đó luôn. Ngay trên dạ, ngay trên cái video của mình. Ngay trên video của mình ha. Rồi tiếp theo cái dạng quảng cáo tiếp theo đó là quảng cáo chuyển đổi. Quảng cáo chuyển đổi là một cái quảng cáo là gì? Đưa người ta tới một cái trang bán hàng, đưa người ta tới một cái trang bán hàng luôn các chị. Đây, chuyển người ta tới một cái website, một cái trang bán hàng nào đó giống như vậy. Được tài trợ nè, các chị nhìn thấy được tài trợ nè. Sau đó thì gì? Các chị sẽ thấy một cái trang, người ta bấm vô cái mút xem ngay nè, hoặc là mua ngay nè, thì nó ra một cái trang rồi, đúng không? Và sau đó người ta bấm đăng ký vào để người ta nhận dạng, nhận cái chương trình ưu đãi. Bao nhiêu các chị đã từng gặp một cái trang bán hàng như này rồi thì các chị comment với là có nè. Anh chị nào đã gặp rồi các chị comment với là có chứ cảnh nè, comment với là có chứ cảnh nè. Ủa mắc cười ghê á. Rồi các chị giúp cảnh tương tác nhiều nhiều nha, tương tác với cảnh nhiều nhiều nha. Anh chị có thể là lướt TikTok nè, hay là lướt Facebook nè, và các chị vô tình là các chị dạ, các chị gặp những cái gì một cái trang bán hàng như thế. Rồi có không? Thì nó là như thế này nè các chị, cái trang nó như thế này. Đây em show cho các chị coi. Ví dụ như là chúng ta lướt gì ạ? Lướt trên Facebook nè, lướt trên TikTok nè, thì chúng ta vô tình chúng ta sẽ gặp những cái trang bán hàng như thế này ha. Đây. Ví dụ như này. Đây là một cái trang bán hàng về mỹ phẩm Hàn Quốc nè các chị. Kem chống nắng Misa Hàn Quốc. Phát sale 45%. Đặt mua ngay. Kem chống nắng Misa Hàn Quốc, năng tông nhẹ nhàng, kiềm dầu thoáng mịn da. Đây. Sau đó có những cái hành động ở đây luôn nè các chị. Có nghĩa là cái nồi cơm 250, bếp 300 với ship 35.000. Mai bắt đầu chị. Rồi có cái giỏ hàng. Có gì em để. Có cái giá. Kéo xuống, ánh nắng mùa hè nè. Khiến da bạn gặp phải tình trạng nè. Da cháy nắng, da khô, da nhờn, da sạm đen gì đó. Thấy chưa? Rồi kéo xuống. Kéo xuống nè. Thấy không? Rồi bây giờ ví dụ như người ta muốn mua hàng đi, người ta bấm vô đặt mua ngay. Nó sẽ chạy ra cái form. Thấy chưa? Rồi nay chỉ có gì ạ? Giá gốc là 489.000. Ưu đãi mua cho cái gì ạ? Ưu đãi mua 3 hộp chỉ 500k. Ưu đãi sẽ kết thúc sau gì ạ? Sau 1 phút 28 giây nữa. Sau 1 giờ 28 phút 56 giây nữa. Đó, họ tạo ra một cái đồng hồ điểm ngược để tạo sự khan hiếm. Rồi sau đó mình điền thông tin. Mình điền thông tin vào đây. Sau đó gì ạ? Bấm vô chọn hộp mua như thế nào, sau đó bấm đặt hàng và nhận ưu đãi. Rồi, ngay lập tức là dạ, người ta ra một cái trang cảm ơn. Rồi, bao nhiêu các anh chị thấy cái trang này rất là hay à? Hay không ạ? Rồi, bao nhiêu các anh chị muốn là mình có được cái trang bán hàng giống như vậy à? Anh chị nào muốn, muốn comment với là muốn nè, comment với là muốn nè. Anh chị nào muốn có một cái trang bán hàng giống như thế này?
để chúng ta có thể là bán hàng cho cái sản phẩm của mình ha. Thì ở đây là các chị tạo ra một cái trang bán hàng này rất là dễ luôn. Cảnh sẽ demo cho các chị coi thử ha. Đây Cảnh sẽ demo cho các chị coi thử một cái trang. Mình có thể làm ra bất kỳ một cái trang như thế nào luôn. Rồi, nếu một cái trang này mà chúng ta không biết làm á, chúng ta đi thuê người khác á, nó khoảng đâu đó từ 3 triệu tới 3 triệu rưỡi một trang ha. Nếu mà chúng ta không biết làm á, thì chúng ta đi thuê người khác á, thì nó khoảng 3 triệu tới 3 triệu rưỡi một trang như thế này. Rồi, thì bây giờ Cảnh sẽ demo làm một trang như thế này trong vòng 5 phút cho các chị coi ha, cho các chị xem. Đó, và làm ra cái trang này nó rất là dễ luôn các chị, chỉ việc gì cầm con chuột kéo thả thôi. Cầm con chuột kéo thả thôi là chúng ta có thể làm được luôn. À, tuyệt vời mà. Rồi thì Cảnh hay làm bằng cái trang này các chị, cái trang này được gọi là trang Ladybay. Đây cái trang này được gọi là trang Ladybay. Đó. Hay còn gọi là trang đích đó các chị. À, khi chúng ta có thể là quảng cáo bất kỳ nền tảng nào thì chúng ta cũng cần phải có trang đích để dẫn khách hàng về, để khách hàng mua hàng trên cái trang đó. Đúng chưa? Rồi đây này các chị, đây là Cảnh sẽ demo cho các chị coi. Ở đây Cảnh có hàng ngàn cái trang như thế này ha. Cảnh có rất là nhiều trang. À, Cảnh có rất là nhiều trang, ví dụ đồng hồ nè. Đó. Không. Đây, đây là cái trang của học viên của mình làm ha. Đây là cái trang của học viên của Cảnh làm. Đó. Bao nhiêu các chị thấy rất là đẹp à? Đẹp không? Đó, đẹp thì các chị comment với là đẹp giúp em nha. Đó. Đây là cái trang của bạn Thảo Hiền.net nè. Đây. Thảo Hiền.net nè. Đây là trang web của bạn học viên của Cảnh làm nha. Bán về đồng hồ. Đó, 198k. Đó. Phát sale luôn. Đó, đẹp không? Đó. Thì mình để tạo cái trang này đầu tiên là chúng ta phải mua tên miền. Đây, mua tên miền, ví dụ như là đây là Thảo Hiền.net này các chị, Thảo Hiền.net nè. Mua tên miền này thì chỉ có 265.000 một năm. 265.000 một năm, chúng ta có thể tạo ra hàng trăm hàng ngàn cái trang khác nhau. Hàng trăm hàng ngàn cái trang khác nhau luôn. Đây là Thảo Hiền.net nè, sạc đồng hồ nữ giá tốt. Đó. Rồi Thảo Hiền.net sạc mỹ phẩm, ví dụ vậy. Chúng ta có thể tạo ra được rất là nhiều trang luôn ha. Đây. Rồi làm sao để tạo ra một cái trang như thế này thật chất á các chị. Thật chất thì nó có đã có mẫu sẵn ở đây rồi các chị. Đây, mẫu ở đây. Đó. Ở đây đã có mẫu sẵn hết ở đây rồi nè các chị. Đây mình sẽ tìm kiếm cái mẫu hồi nãy cho các chị coi nè. Cảnh sẽ tìm cái mẫu để làm cho các chị xem thử ha. Đây ví dụ như Cảnh sẽ bán một cái quần áo đi, thì Cảnh bấm vô cái mẫu này, Cảnh xem trước cái mẫu này nè. À, coi cái mẫu này nó ưng ý không. À, đây. À, ok, cái mẫu này nhìn cũng khá là bắt mắt đúng không. Đây kéo xuống. À, mẫu này bán thời trang cũng khá là đẹp ha. À, ok chưa. Bây giờ thấy cái mẫu này ok rồi thì chỉ cần bấm nút sử dụng tem. À, sau đó ví dụ như bây giờ Cảnh sẽ bán về đồng hồ đi. À, Cảnh cũng thích bán đồng hồ nữa. À, Cảnh sẽ ghi là đồng hồ nè, test. Rồi sau đó bấm tạo Ladybay. À, cái này chỉ cần cầm chuột kéo thả thôi các chị, nó giống như Canva luôn. Nó giống như Canva luôn các chị. À, chỉ cần thêm hình ảnh của mình vô là được luôn. Đây. À, bây giờ này các chị. Đầu tiên là các chị vào đây nè, ví dụ như bây giờ Cảnh muốn sửa cái gì bộ thời trang này đúng không? À, thì bây giờ mình có thể là bấm quỷ nhóm nè. Sau đó gì mình xóa cái này đi nè. Cái nào không còn phù hợp mình xóa đi thôi. Đây. À, ví dụ như đây là bộ thời trang thì mình sẽ sửa cái nội dung trong đây, ví dụ như là để là đồng hồ. Đó. Đồng hồ mẫu mới đi. Đó. Đồng hồ mẫu mới. Rồi, sau đó gì ạ? Cái chữ này nó hơi bự đúng không? Thì mình cho cái chữ nó nhỏ lại nè các chị. Đây. À, hoàn toàn là chúng ta bấm con chuột là chúng ta làm được nha. À, chúng ta bấm con chuột là chúng ta làm được nha các chị. Đây ví dụ như Cảnh để là 28 đi. Đó. Đồng hồ mẫu mới. Đó, thì có một cái gì ạ? Có một cái mẫu chữ là đồng hồ mẫu mới nè. Thậm chí là Cảnh cho cái chữ này nó chạy được luôn rồi các chị. Đây. Bấm vào sửa chữ nè. Đó. Sau đó bấm gì ạ? Sao chép cái chữ này, copy cái chữ này, bấm vào hiệu ứng. Rồi cho cái chữ nó chạy nè. Đây. Rồi mình bấm xem trước nè ha. Cảnh bấm xem trước cho các chị xem thử nè. Chat này giúp mình, bạn nào không biết chat luôn là giúp mình số 0 nha.
bạn nào không biết chat cho mình không đúng không ạ? Bạn nào không biết chat cho mình không đúng không ạ? Dưới nào không giờ đấy? Ồ, rất nhiều bạn không biết luôn. Rồi, các anh chị nhìn thấy cái chữ cái web mình nó chạy không? Hay không? Hay không ạ? À? Hay comment hay giúp em đi ạ. À? Các anh chị nhìn thấy cái chữ đồng hồ mẫu mới nó chạy không? Nó chạy cái chữ qua không? Hay không? Đó, ở đây là chúng ta chỉ cần bấm con chuột kéo thả thôi các anh chị, bấm con chuột kéo thả thôi. Đó, bây giờ thoát xem nè, vô làm tiếp nè. Ví dụ như ưu đãi lên tới bao nhiêu phần trăm nè, chỉ cần sửa lại thôi các anh chị. À, ví dụ như ưu đãi lên tới là 50%. Thì chúng ta sửa lại là dạ, 50% nè. 50 đó, 50%. Thấy chưa? Ở dưới nó có một cái gì ạ? À? Ở dưới nó có một cái chữ bên dưới nữa ha. Mình có thể là sửa cái chữ bên dưới luôn nè. Đó. Đây. À bên dưới là mình cũng sửa là 50%. Đó. Rồi sau đó mình chồng cái chữ này lên nè, nó có ra được một cái chữ nổi nè các chị. Thấy chưa? Nó ra được một cái chữ nổi thôi. Đó. Rồi chữ này mình có thể là viết ma lên. À, ví dụ như mình có thể là viết ma lên. Rồi. Thậm chí là gì ạ? À? Mình có thể là gì ạ? À? Sửa cái màu chữ này luôn. À, bằng cách là chúng ta bấm vô cái chữ này nè. Sau đó bấm chữ A. Rồi sau đó mình chọn cái màu chữ luôn nè các chị. Đó, mình có thể sửa được cái màu chữ luôn nha. Đó. Rồi cái chữ mua ngay này nè, đặt ngay nè, mình có thể sửa thành chữ mua ngay nè. Tại sao chúng ta lại nên tham khảo YouTuber ạ? Đó, mua ngay. Tại sao mình không nghĩ luôn để rồi, thậm chí là mình có thể đổi cái nút màu này luôn. Đây mình đổi cái màu luôn nè, cái gì màu nền nè, mình đổi luôn cái màu nút nè. Thấy chưa? Cho nó thành cái màu đỏ luôn cho nó đẹp. Đó. Rồi, bây giờ cái hình ảnh sản phẩm thì sao? Mình có thể là dạ, xóa cái hình ảnh sản phẩm này đi. À, sau đó thêm cái sản phẩm của mình vào là các chị bằng cách là dạ bấm cái hình ảnh nè. À, sau đó bấm tải lên thôi. Đây, à, bấm chọn tệp nè. À, bấm chỉ chọn tệp nha, giống như Canva nha các chị. Sau đó dạ chọn cái hình của mình lên. Đây, ví dụ như cảnh chọn cái hình này lên nè. Rồi, bấm chọn vô đây. Đó. Rồi, bây giờ các chị nhìn thấy đây ạ. À. Các chị nhìn thấy là gì? À, cái đồng hồ này nó có một cái màu trắng ở phía sau đúng không? À, bây giờ chị anh chỉ cần bấm vô đây, anh bấm 3 chấm, bấm xóa nền tự động. À, thì ngay lập tức là gì ạ? Ngay lập tức nó xóa luôn cái nền này luôn các chị. À, xóa nền luôn, thấy chưa? Đẹp không? À, đẹp không ạ? À? Đẹp, comment dưới là đẹp giúp em đi ạ. À. Hay không? À, cái này nó không phức tạp đâu các chị, nó chỉ việc kéo thả thôi. À, và dĩ nhiên là chúng ta làm lần đầu nó hơi gì ạ? À? Chúng ta mới gặp lần đầu nó hơi là hơi nhìn thấy nó hơi có khó. Chứ thực chất là nó rất là dễ các chị, chỉ bằng việc kéo thả thôi. À, chỉ bằng việc kéo thả là chúng ta có thể tạo ra được gì ạ? À? Một cái trang bán hàng rồi. À, một cái trang bán hàng như thế này rồi. À, rồi sửa gì ạ? À? Sửa cái giá lại thôi. À, chúng ta có thể sửa bất kỳ một cái gì trong đây luôn nha các chị. Cái trang này nè. Chúng ta có thể sửa bất kỳ cái gì trong đây ha. Ví dụ như là thay sản phẩm vô nè. À, chọn sản phẩm thay vô nè. Đó, thấy chưa? À, chỉ cần bấm vô thay ảnh thôi, dễ không? Đó, các chị nhìn thấy em demo, các chị nhìn thấy em demo nó có dễ không? Rất là dễ luôn, các chị chỉ cần chọn sản phẩm đưa vô thôi, có gì đâu. À, chỉ cần chọn sản phẩm hình ảnh đưa vô thôi, chứ có gì đâu. Đây, bấm vô nè, thay ảnh nè. Đó, rồi chọn cái sản phẩm của mình vô. Đó. Thấy chưa? Đó, thì tự động nó xuất hiện trong đây thôi. Đó, hay không ạ? Hay không ạ? Đó, hay thì comment dưới là hay giúp em nha. Dĩ nhiên nếu anh chị nào ở lại cuối chương trình sẽ có gì ạ? Sẽ có cơ hội nhận toàn bộ video để học những cái này nha các anh chị. À, cái này thì cảnh có video quay lại hết rồi. Thậm chí là anh chị làm tới đâu là cảnh sẽ ưu cho view. Cảnh và trợ lý của cảnh sẽ ưu cho view qua hỗ trợ cho các chị tới đó luôn. Được không? Bao nhiêu các anh chị muốn được em hỗ trợ ạ? Comment dưới là tôi đi ạ. Comment dưới là tôi đi ạ. Rồi, sau đó mình vô mình sửa cái này lại luôn nè các anh chị. Đây mình vô mình sửa cái này lại luôn nè. À, mua một bộ bao nhiêu nè, thấy không? À, thì bây giờ mua ví dụ như là mua một bộ thì mình sửa lại là mua một cái, mua một chiếc, à, ví dụ vậy. Mua một chiếc giá bao nhiêu, mua hai chiếc giá bao nhiêu, ví dụ vậy. À, mình sửa lại được luôn ha. Đây, à, cho người ta chọn ha, cho người ta chọn. À, rồi sau khi làm xong rồi mình chỉ là mình sẽ giờ mình xuất bản nó ra thôi các chị. Đây, mình bấm vào thiết lập, bấm vào sale. Rồi, sau đó gì ạ? Nhập vô ví dụ như là đồng hồ.
đó, ưu đãi 50%. Rồi đó, chọn hình ảnh chia sẻ nè, chọn hình ảnh cái đồng hồ đi, ví dụ vậy đây, mình chọn hình ảnh cái đồng hồ này đi, rồi chọn cái logo, chọn cái logo nè, logo là cái này nè các chị, cái xuất hiện ở trên nè, rồi sau đó bấm đóng. Rồi bây giờ xuất bản nè các chị, tiếp tục. Vậy là xong rồi, mừng quá, xuất bản thành công nè. Không, cảnh demo thôi các chị ơi, cảnh demo thôi, rồi các chị bán cái gì các chị bán nha. Ở đây em đang demo cho các chị là cái gì ạ? Chúng ta có thể tạo ra một cái trang bán hàng cực kỳ đơn giản luôn. Cực kỳ đơn giản, chỉ cần vài bước thôi. Hiểu không? Chứ ở đây cảnh không có nói là các chị đi bán đồng hồ. Đây, sau đó chọn tên miền vô, nhập tên ví dụ như là đồng hồ. Đồng hồ. Rồi, sau đó bấm xuất bản nè, đồng hồ test đi. Xuất bản. Rồi, thì bây giờ chúng ta đã có một cái trang rất là đẹp này các chị. Rồi, bao nhiêu các chị cảm thấy tuyệt vời à? Hay không? NguyễnCảnh.net này các chị, sạc đồng hồ test này các chị, thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta đã có một cái trang rất là tuyệt vời như thế này rồi. Bao nhiêu các chị thấy tuyệt vời, comment tuyệt vời đi ạ. Và cái trang này chúng ta có thể là quảng cáo bất kỳ một cái nền tảng nào luôn. Trên TikTok, trên Facebook, trên YouTube. Thì nó được gọi là quảng cáo chuyển đổi nha. Chuyển người ta tới một cái trang Ladybay và người ta sẽ mua hàng trực tiếp trên cái trang này. Và người ta sẽ mua hàng trực tiếp trên cái trang này của Cảnh nha. Cái trang này của mình luôn. Tuyệt vời không ạ? Rồi, bao nhiêu các chị thấy tuyệt vời, cảm thấy tuyệt vời, comment dưới là tuyệt vời đi ạ. Đây, ví dụ như là Cảnh gửi vào cái nhóm nhận tài liệu cho các chị xem này. Chúng ta sẽ có một cái hình đồng hồ rất là đẹp luôn nè. Thấy chưa? Thấy tuyệt vời chưa? Đây là một cái trang mẫu ha. Thì cái trang này nếu mà các chị không biết làm á, nếu mà cái trang này các chị không biết làm thì chúng ta sẽ thuê người ta làm. Thuê thì chi phí nó sẽ là gì ạ? Rất là cao, khoảng 3 triệu tới 3 triệu rưỡi cho một trang nha. 3 triệu cho 3 triệu rưỡi tới một trang. Thì ở đây các chị biết làm rồi, các chị có thể khi mà chúng ta biết làm một cái trang như thế này rồi thì chúng ta có thể tạo ra hàng trăm cái trang khác nhau. Tạo ra hàng trăm cái trang khác nhau luôn nha các chị. Tạo ra hàng trăm cái trang khác nhau luôn. Tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời không ạ? Rồi, dĩ nhiên anh chị cần phải làm được, muốn làm được cái này thì dĩ nhiên cần có sự hỗ trợ của em nha. Cần phải có sự hỗ trợ của em thì anh chị mới làm được. Đồng ý không? Đồng ý không ạ? Rồi, chúng ta cần phải có một cái trang Ladybay để chúng ta chạy chuyển đổi nha. Chúng ta cần phải có một cái trang Ladybay chúng ta chạy chuyển đổi. Rồi, cái này là cái phần này thì mình sẽ gửi cái đường link cho các anh chị ha. Cảnh sẽ gửi hình ảnh cho các anh chị về cái thực toán của TikTok thôi. Cảnh sẽ gửi cái hình ảnh cho các anh chị nha. Đây là thực toán phân bổ của TikTok nha các anh chị. Cảnh sẽ gửi cái hình ảnh cho các anh chị xem. Rồi, tổng kết lại quy trình 2 ngày này các anh chị. Thứ nhất là gì ạ? Nếu mà anh chị có sản phẩm á thì các anh chị có thể là tạo TikTok shop, các anh chị thiết kế những hình ảnh đẹp cho sản phẩm của mình. Rồi, bước 2 là các anh chị đăng sản phẩm lên shop. Bước 3 là các anh chị làm video gắn lên sản phẩm để bán. Bước thứ 4 là quy trình in đơn, giao hàng. Bước thứ 5 là thiết lập hoa hồng affiliate cho người bán. Bước thứ 6 là chiến lược thuê KOL và KOC. Bước thứ 7 là like để bán hoặc là thuê người like. Nếu mà mình không biết like thì mình có thể là thuê người để like nha. Bước thứ 8 là các chị có thể chạy quảng cáo, làm những chương trình phễu, sau đó chúng ta chạy quảng cáo. Thì đây là dành cho những anh chị mà có sản phẩm ha. Còn những anh chị mà chưa có sản phẩm thì sao? Thì các anh chị có thể bắt đầu kiếm tiền từ TikTok shop bằng cách là gì? Chúng ta tạo TikTok shop nè, tìm kiếm những cái sản phẩm phù hợp thời điểm nè. Ví dụ như là đang là mùa hè thì chúng ta nên bán những cái sản phẩm gì vậy? Những cái sản phẩm phục vụ cho mùa hè ha. Ví dụ như là kính nè, hay là phụ kiện đi đồ bơi này nọ, ví dụ vậy. Rồi, bước thứ hai là chúng ta đăng lên nhỏ hàng của mình, làm video gắn lên sản phẩm để bán, rồi edit video chuyên nghiệp, làm video đúng đủ đều. Rồi, chúng ta sẽ có 5 bước ha. Rồi, bây giờ chúng ta đang có 4 bước cơ bản để ra đơn nè. Một là làm video gắn lên nhỏ hàng, làm video ngắn ha, gắn lên nhỏ hàng. Bước thứ hai là chúng ta chạy quảng cáo chuyển đổi, quảng cáo nhỏ hàng, quảng cáo Ladybay. Bước thứ ba là chúng ta có thể live stream hoặc là thuê.
Bước thứ tư các anh chị có thể là thuê KOC hoặc là KOL để chúng ta bán. Đó. Rồi bây giờ là gì ạ? Bây giờ cũng trễ rồi đúng không các anh chị? Bây giờ bao nhiêu các anh chị cảm thấy là gì ạ? À, hai ngày vừa rồi Cảnh chia sẻ với các anh chị là rất là nhiều kiến thức hay và có giá trị cho các anh chị ạ. Bao nhiêu các anh chị cảm thấy là có giá trị thì các anh chị comment với là có giúp Cảnh đi ạ. Bao nhiêu các anh chị cảm thấy có giá trị các anh chị comment với là có giúp Cảnh được không ạ? Rồi bao nhiêu các anh chị cảm thấy là có giá trị thì các anh chị có thể là cho Cảnh một lời cảm ơn hay gì đó được không ạ? Trong hai ngày chia sẻ nha. Đó. À, các anh chị thấy em chia sẻ dễ hiểu hay là dễ hình dung gì đó à, thì các anh chị dạ, các anh chị comment đi với giúp em hả à? Rồi cảm ơn các anh chị nhiều nha. Rồi cảm ơn các anh chị nhiều, rất là nhiều anh chị comment bên dưới ha. À, ước gì làm được như thầy thì chúng ta làm từ từ ha, chúng ta làm từng bước ha. À, cái gì cũng có thời gian, chúng ta còn phải có thời gian ha các anh chị. Rồi bây giờ tổng kết lại là hai ngày nè các anh chị. À, bây giờ chúng ta sẽ có một cái quy trình để chúng ta bắt đầu ha các anh chị. À, quy trình từng bước để chúng ta bắt đầu thì rất là nhiều kiến thức đã trải qua trong hai ngày, nó gói gọn về cái việc xây kênh TikTok và bán hàng trên TikTok thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có dạ, quy trình từng bước để chúng ta bắt đầu ha các anh chị. À, một cái yếu tố cốt lõi mà để cho người khác thành công hơn chúng ta đó là gì ạ? À? Là cái việc bắt đầu. Tại vì các anh chị hình dung nè, chúng ta phải làm, chúng ta phải làm thì nó mới ra vấn đề, ra vấn đề thì chúng ta mới giải quyết được, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta chỉ ngồi đó chúng ta suy nghĩ, à, chúng ta không có làm, chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ ngày này qua tháng nọ, chúng ta cứ giờ cứ học mà chúng ta không làm thì chắc chắn nó không có kết quả. Và chúng ta phải bắt đầu và chúng ta làm đi ạ. À? Làm đi rồi nó sai ở đâu chúng ta sửa đó, làm nó mới có ra vấn đề, ra vấn đề thì chúng ta mới xử lý vấn đề, đúng không ạ? Bao nhiêu các anh chị đồng ý với em quan điểm đó, các anh chị comment số 1 đi ạ. À? Chúng ta phải bắt đầu các anh chị, chúng ta phải bắt đầu, chúng ta đừng học nữa, chúng ta học rất là nhiều rồi, chúng ta hành đi, đúng không ạ? Bắt đầu ha, bắt đầu thì chúng ta sẽ có từng bước các anh chị, bắt đầu thì chúng ta sẽ có từng bước, sẽ có từng bước ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ xác định được cái chủ đề xây kênh của mình. Đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái chủ đề xây kênh. À, bước đầu tiên là chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải biết được là cái kênh của chúng ta quay về cái gì ạ? Chúng ta chia sẻ về cái chủ đề gì? À, và làm sao để cho nó không vi phạm, không bị flop của TikTok, không bị vi phạm chính sách bản quyền của hàng kênh TikTok. Tại vì chúng ta đang hoạt động trên nền tảng của nó mà. Chúng ta hiểu được thuật toán của nó, hiểu được luật chơi của nó để tránh cái việc mà chúng ta vi phạm. Bước thứ hai là chúng ta phải xác định cái chủ đề chúng ta muốn xây cái kênh nó để làm cái gì. Ví dụ như xây kênh về sức khỏe, xây kênh về chuyên gia, về ẩm thực, về những cái sản phẩm và dịch vụ của mình, nó liên quan về cái ngành nghề của mình. Và chúng ta hạn chế cái việc mà đăng không nhất quán về một cái chủ đề, đăng lung tung beng, cái chị sáng đăng cái này, chiều đăng cái kia. À, thấy cái trend này hay thì bắt đó, thấy cái những cái video của cô Nguyễn Phương Hằng gì đó hay cái đăng lên đó. Như vậy là chúng ta đã sai cái thuật toán của TikTok rồi. Chúng ta sẽ không nhất quán về chủ đề và nó sẽ không tìm kiếm được cái tiệm khách hàng của mình. Tại vì mục tiêu của mình xây kênh để mình bán hàng mà, nên mình mình phải xây cho đúng tiệm khách hàng tiềm năng, hình dung không ạ? Chúng ta không quan trọng quá vấn đề về follow và view, mà chúng ta quan trọng về cái tỷ lệ chuyển đổi đó, đúng không ạ? Rồi đầu tiên chúng ta sẽ xác định chủ đề xây kênh. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tìm nội dung để chúng ta làm video. Ở tìm nội dung thì trong 2 ngày Cảnh đã chia sẻ rất là nhiều cách để tìm nội dung rồi. Ngày hôm qua Cảnh đã chia sẻ 3 cách rồi đúng không các anh chị? Thứ nhất là sử dụng chat GPT. Thứ hai là gì ạ? À? Mình nghiên cứu từ 3 tới 5 kênh đối thủ để mình tìm ra những cái gì ạ? À? Những cái hay của đối thủ để mình làm thành video của mình. À, và cũng có những cái công cụ giúp chúng ta trích xuất những video của đối thủ trên YouTube, trên Facebook hay là trên TikTok. À, để chúng ta lấy cái nội dung đó chúng ta chuyển nó thành của mình. Rồi thứ ba là chúng ta sử dụng công cụ để chúng ta tìm kiếm từ khóa để chúng ta làm video. Rồi sau khi tìm nội dung rồi thì chúng ta bắt đầu quay video, quay video và chúng ta chỉnh sửa edit video ha. Rồi sau đó đăng video ha, đăng theo trường hợp là đúng đủ điều, đúng là đúng chủ đề, đủ là đủ số lượng trong một tuần là bao nhiêu, đều là làm đều đặn liên tục ha các chị, làm đều đặn liên tục. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo TikTok shop nè, để chúng ta bán hàng được thì chúng ta cần phải có TikTok shop, tạo giỏ hàng. Rồi chúng ta đăng sản phẩm lên shop, chúng ta đăng những cái sản phẩm dịch vụ của mình, đăng những sản phẩm của mình lên shop ha. Rồi sau đó chúng ta làm video, chúng ta gắn những cái link sản phẩm bên dưới để cho người ta có thể là mua hàng trực tiếp khi mà người ta xem những cái video đó.
và nó có định luật hay các chị, nó có công thức. Bây giờ chúng ta đừng có làm video nào chúng ta cũng gắn hết trơn thì chúng ta bị vi phạm. Chúng ta làm gì ạ? 5 video chúng ta hãy gắn một video sản phẩm thôi, 5 video chia sẻ, một video chúng ta gắn sản phẩm vào. Nhớ nha, công thức là 5 video. 5 video chúng ta làm 5 video. Chúng ta để bình thường chúng ta không gắn giỏ hàng, nhưng mà video thứ 6 chúng ta sẽ bắt đầu gắn giỏ hàng. Cứ 5 video, 3 tới 5 video là chúng ta sẽ giảm, 3 tới 5 video thường, sau đó chúng ta sẽ gắn giỏ hàng ở video tiếp theo. Rồi, thiết lập affiliate để cho người ta giảm, có nhiều đối tác bán hàng cho mình. Hồi nãy Cảnh đã nói rồi đúng không ạ? Có những cái shop người ta bán hàng vạn đơn, hàng ngàn đơn mà không phải một mình người ta bán đâu các chị. Người ta thiết lập một cái mức hoa hồng và cho rất là nhiều người người ta bán hàng cho họ, được gọi là tiếp thị liên kết. Đỉnh cao của bán hàng là gì ạ? Là biến khách hàng trở thành người bán hàng cho mình. Rồi sau đó gì ạ? Chúng ta có thể là gì ạ? Đẩy một cái số sản phẩm phễu lên để chúng ta làm quảng cáo. Chúng ta tạo ra những cái trang landing page phễu về một cái sản phẩm, một cái chương trình giảm giá hay ưu đãi gì đó. Sau đó gì ạ? Sau đó chúng ta sẽ chạy quảng cáo TikTok, chúng ta sẽ chạy quảng cáo ha. Rồi chúng ta sẽ ta quảng cáo thì chúng ta được quyền là target đối tượng. Chúng ta được quyền là già, chúng ta được target đối tượng nè, giới tính, độ tuổi và khu vực chúng ta mong muốn, để chúng ta lên cam hay còn gọi là lên quảng cáo các anh chị. Chúng ta setup một cái quảng cáo, chúng ta bỏ ngân sách ra vài trăm, vài triệu gì đó để chúng ta tiếp cận hàng triệu người trên online, hàng triệu người trên nền tảng của TikTok ha. Thì đây là từng bước để chúng ta có thể là xây dựng và bán hàng trên nền tảng này. Thì để bán, để chúng ta kinh doanh được đúng không các anh chị, để mà chúng ta đi nhanh hơn thì dĩ nhiên là chúng ta cần cái sự hỗ trợ của Cảnh và đội ngũ của Cảnh để giúp các anh chị có lộ trình từng bước, và chúng ta sẽ có những cái góc nhìn và có cách làm là chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Thì bao nhiêu các anh chị muốn làm luôn ngày hôm nay chúng ta muốn bắt đầu luôn các anh chị comment với là số 1 đi anh chị nào thật sự là mình muốn luôn mình muốn làm và mình bắt đầu ngay và luôn thì các anh chị comment số 1 bên dưới giúp Cảnh nha. Rồi comment số 1 bên dưới giúp em nha, các anh chị chúng ta học rất là lâu rồi đúng không. Rồi thì ngày hôm nay Cảnh sẽ xin các anh chị khoảng 10 phút Cảnh sẽ xin các anh chị khoảng 10 phút để chi để em đưa ra một cái giải pháp để giúp các anh chị nhanh chóng có kết quả. Dĩ nhiên là có người kèm cặp, có người hỗ trợ mình thì mình sẽ đi nhanh hơn. Ông bà chúng ta đã nói rồi, thời gian quý báu hơn tiền bạc đúng không ạ? Chúng ta có thể là kiếm tiền nhiều hơn, cũng kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà chúng ta sẽ không kiếm được bất kỳ một cái thời gian nào, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta chỉ bỏ tiền ra các anh chị mua thời gian của Cảnh, của đội ngũ của Cảnh ha, để giúp các anh chị hỗ trợ các anh chị đi nhanh hơn. Các anh chị biết là hình thức là học và người ta kèm cặp mình thì sẽ đi nhanh hơn. Kể cả tỷ phú Elon Musk các anh chị, ông ấy cũng vẫn học, ông ấy cũng vẫn có những người thầy, vẫn có người hỗ trợ cho ông ấy những cái kiến thức để giúp ông ấy đi nhanh hơn, đúng không? Thì bây giờ bất kỳ ai cũng cần phải học đúng không các anh chị? Thì ngày hôm nay em đưa ra một cái giải pháp để giúp các anh chị rút ngắn thời gian hơn, không phải tự mày mò giống em ha, không phải tự mày mò giống em, đỡ tốn các chi phí thử sai rồi sửa ha. Rồi bây giờ các anh chị sẽ có hai sự lựa chọn ha. Bây giờ chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Một là các anh chị tự làm một mình. Tự làm một mình thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Hai là để em hỗ trợ cho các anh chị. Các anh chị bỏ một cái chi phí nào đó ra, cảm thấy mà chúng ta chi phí rất là ok, các anh chị cảm thấy là nhiệt tình, cảm thấy là ok thì chúng ta đồng hành thôi. Bao nhiêu các anh chị mong muốn lựa chọn số 2, các anh chị comment số 2 đi ạ. Rồi hình thức học chút xíu Cảnh sẽ nói nha, chút xíu Cảnh sẽ nói nha chị Hoa. Rồi bao nhiêu các anh chị muốn em được hỗ trợ thì các anh chị comment số 2 đi ạ. Các anh chị comment tương tác với Cảnh cuối giờ nha. Cảnh rất là biết ơn về những cái comment của các anh chị nha. Cảnh rất là biết ơn về điều đó. Rồi ngày hôm nay em sẽ đưa ra một cái giải pháp giúp các anh chị xây dựng. Chúng ta sẽ tạm chia ra làm 4 chủ đề ha. Trong cái khóa học TikTok này chúng ta sẽ tạm chia ra làm 4 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là xây kênh TikTok. Chủ đề thứ nhất là xây kênh TikTok ha, hiểu rõ thuật toán của TikTok nè. Rồi quay video, chỉnh sửa edit video, cách chọn nội dung để quay, lên nội dung ý tưởng ha. Rồi chủ đề thứ hai là xây kênh TikTok Shop. Tạo ra một cái giỏ hàng TikTok Shop ha. Giúp các anh chị tạo kênh TikTok Shop chuẩn sale, đăng sản phẩm lên TikTok Shop nè. Thiết lập các thông tin đầy đủ trên shop của mình, gắn link sản phẩm trong video, gắn link sản phẩm trong livestream ha. Thiết lập hoa hồng cho người bán. Rồi tìm kiếm KOL, KC cho shop của mình. Rồi chủ đề thứ ba là là về tiếp thị liên kết ha, affiliate marketing, tiếp thị liên kết. Rồi chủ đề thứ tư là về quảng cáo ha. Quảng cáo thì sẽ hướng dẫn cho các anh chị, thứ nhất là thiết lập
tạo ra những cái mã big sale để chúng ta tại chạy quảng cáo, chúng ta tạo ra những cái trang bán hàng bằng Lalibay, làm Lalibay ha, để chúng ta chạy quảng cáo, rồi chúng ta lên chiến dịch quảng cáo để đo lường, để bán hàng trực tiếp trên cái quảng cáo luôn. Rồi thiết lập một cái quảng cáo, tối ưu cái quảng cáo cho mình ha, đọc từng chỉ số quảng cáo giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí khi chúng ta chạy quảng cáo ha. Rồi thì chúng ta giờ hình thức học là các anh chị, đầu tiên ngay ngày mai là các anh chị sẽ nhận được toàn bộ tài khoản học cùng với em ha. Ở đây là các anh chị hình dung nè, các anh chị sẽ học qua website của Cảnh, học qua website của Cảnh nha, và trên đó có rất là nhiều video cho từng khóa học một, cho từng khóa học một trên đó nha các anh chị. Và video Cảnh quay rất là chi tiết luôn các anh chị rất là chỉ cần coi video là làm thôi, coi video và làm thôi ha. Đó, và cam kết với các anh chị luôn, thật sự luôn các anh chị, Cảnh đào tạo 4 năm nay rồi, thật sự khi các anh chị học qua video này á, nó còn hiệu quả hơn rất là nhiều lần các anh chị di chuyển tới một cái lớp offline các anh chị học. Offline thì Cảnh vẫn tổ chức nha, Hồ Chí Minh và Hà Nội, khi nào có lớp sẽ thông báo cho các anh chị tham gia đi học cùng. Đó, đó là họp mặt với nhau thôi chứ không chắc là gì à. Các anh chị học qua video á, nó tỷ lệ chuyển đổi các anh chị, cái hiệu quả nó còn cao hơn rất là nhiều. Vì sao? Vì khi mà đi học offline các anh chị là mạng nè, rồi rất là đông người nè, rồi máy tính người này làm được, máy tính người kia không làm được nè. Còn các anh chị học qua video ở nhà, các anh chị tự học, học tới đâu là gì à? Tiền mình bỏ ra mà, thì mình phải bỏ thời gian của mình học thôi đúng không các anh chị? Mình học thì sẽ có người hỗ trợ, bằng cách là gì à? Em sẽ hỗ trợ cho các anh chị qua UltraView, hỗ trợ cho các anh chị qua UltraView ha. Và Cảnh sẽ gửi một cái video hướng dẫn cài UltraView vào máy cho các anh chị luôn, để các anh chị sử dụng, các anh chị cài cái UltraView này vào máy của mình trước nha. Cài cái UltraView vào máy trước cho các anh chị nha. Đó. Rồi Cảnh sẽ gửi video hướng dẫn cho các anh chị cài UltraView. UltraView là phần mềm điều khiển máy tính từ xa nha. Anh chị có thể ngồi bất kỳ quốc gia nào, bất cứ khu vực nào, Cảnh chỉ cần UltraView ra là Cảnh có thể là làm trực tiếp trên cái máy tính của các anh chị được. Rồi. Thứ ba là giờ các anh chị còn được hỗ trợ theo thời gian, chính cái thời gian của các anh chị luôn ha. Các anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho Cảnh và đặt lịch qua trợ lý của Cảnh nha. Các anh chị khi đăng ký chuyên sâu thì các anh chị được hỗ trợ trực tiếp. Các anh chị sẽ được làm việc trực tiếp với Cảnh và trợ lý của Cảnh để các anh chị đặt lịch ha, để Cảnh hỗ trợ một một cho các anh chị nha. Rồi hỗ trợ một một là gì nè các anh chị, có chuyên qua Zoom nè, gọi điện tư vấn ha. Cảnh chỉ làm việc với những anh chị nào mà có sự cam kết với mình thôi nha các anh chị. Hỗ trợ làm UltraView, làm Lalibay nè các anh chị, hỗ trợ làm Lalibay nè, đầy đủ hết ha. Rồi hình thức học nè các anh chị, thứ nhất là chúng ta học qua video, thứ hai là hỗ trợ qua UltraView nha, và thứ ba là khi có lớp offline á thì các anh chị có thể tham gia offline. Ngày hôm nay anh chị nào đăng ký trong cái lớp này thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cái lớp offline nữa nha, tặng thêm một cái lớp offline nữa. Thì 100% là chúng ta học qua online trước nha, rồi sau đó khi có lớp offline thì các anh chị được tặng kèm, và các anh chị sẽ được thông báo trước 10 ngày để các anh chị đi tham gia. Rồi lớp học này dành cho ai dành cho những anh chị đang muốn phát triển cái công việc kinh doanh của mình, đưa sản phẩm dịch vụ của mình lên online ha. Rồi nó không dành cho những anh chị gục ghè không hành động ha, nghi ngờ mọi thứ. Nó không dành cho những anh chị muốn làm giàu nhanh. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được toàn bộ quà tặng này ha, cái quà tặng này chút xíu Cảnh sẽ nhắc lại. Rồi ngày hôm nay mình ưu đãi khi mua sớm nè các anh chị, cái khóa học này có giá là khoảng 9.950.000, nhưng mà ngày hôm nay sẽ đưa ra một cái mức giá ưu đãi cực lớn cho những anh chị nào mua sớm sản phẩm. Em còn khoảng 4 năm video nữa là hoàn thiện cái khóa học này rồi, 4 năm video nữa là hoàn thiện khóa học này ha. Thì ngày hôm nay em sẽ em sẽ đưa ra một cái chương trình đó là bán sớm. Thì dĩ nhiên anh chị nào mà mua trước đó, các anh chị giống như mình đặt lịch á, giống như mình đặt mình mua sớm, thì cái chi phí nó sẽ rẻ hơn so với cái việc mà Cảnh đã hoàn thiện cái sản phẩm của mình ha. Lúc nào cũng vậy đúng không các anh chị, mình mua sớm mình sẽ được ưu đãi hơn đúng không. Rồi ngày hôm nay anh chị sẽ nhận được toàn bộ tất cả những cái quà tặng này của Cảnh ha. Thứ nhất là 1.000 mẫu content quảng cáo nè, chọn bộ sách nói nè, chọn bộ sách nói kinh doanh nè, 3 mẫu hệ thống bán hàng làm sẵn nè, tặng các khóa học online trị giá 21 triệu, 107 mẫu content dựng sẵn ha. Rồi tổng giá trị quà tặng là 35.286.000, nhưng mà ngày hôm nay là gì cái giá của Cảnh là 14.950.000. Combo khóa học full TikTok là 14.950.000. Ở đây tại sao Cảnh định giá này các chị, ở ngoài thị trường nha có rất là nhiều cái lớp học, ví dụ như có một cái lớp học của bạn đó là bạn bán là dạy 3 ngày là 20 triệu các chị, 20 triệu trong 3 ngày đó là học về quảng cáo thôi, tạo Lalibay rồi chạy quảng cáo trực tiếp tại lớp.
Đó, học qua online trước, sau đó học offline. Thì cái khóa này bạn ấy bán là 20 triệu. 20 triệu cho các khóa học quảng cáo thôi. Còn ở đây là cảnh hào, cảnh già, cảnh đóng gói là gì? Tất cả luôn các chị, hầu như là hết, chỉ không có live stream thôi. Đó, tại vì live stream có nhiều người, có người like được, có người không like được, nên cảnh không có dạy về live stream. Đó, từ cách xây kênh, làm video, tạo TikTok shop, chạy quảng cáo, làm Lalibay. Đó, thì cảnh đóng gói nó lại là có 14.950.000. Đó, đúng không ạ? Và cái gì ạ? Ngày hôm nay anh chị không cần phải bỏ ra cái chi phí này luôn. Ngày hôm nay cảnh sẽ hỗ trợ một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn cho các anh chị luôn, duy nhất tối nay thôi, duy nhất hôm nay thôi. Rồi bao nhiêu các anh chị thật sự quan tâm, các anh chị comment với là tôi đi ạ. Để em đưa ra một cái giá cực kỳ hấp dẫn cho các anh chị, nếu mà thấy ok được thì chúng ta dạ, chúng ta đồng hành thôi. Bao nhiêu các anh chị quan tâm về cái khóa học này để đồng hành cùng với cảnh, các anh chị comment tôi bên dưới đi ạ, comment tôi đi ạ. Để em biết có nhiều người, các anh chị có nhiều người quan tâm, em sẽ hỗ trợ một cái mức giá cực kỳ thấp cho các anh chị luôn. À, và mình còn được trừ đi số tiền ngày hôm qua mà mình đã thanh toán luôn nha. Rồi, các anh chị comment bên dưới đi ạ. Các anh chị comment bên dưới đi ạ. Rồi, ok, thank you các anh chị ha. Rồi, ngày hôm nay chúng ta không còn phải đầu tư số tiền 14.950.000. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ cần duy nhất là đầu tư số tiền là 5.950.000. 5.950.000, chúng ta học được full TikTok và khóa học này được học trọn đời cùng với cảnh nha. Không tốn đi bất kỳ một chi phí nào nữa hết. Full khóa học TikTok cùng với cảnh luôn nha các anh chị. Và chúng ta được học online và offline. Thì bây giờ chưa nói về giá nha các chị, nói về giá trị thôi. Chúng ta bỏ ra có 5.950.000, chúng ta được hỗ trợ trực tiếp từ cảnh, được code 11 từ cảnh, đúng không ạ? Thay vì những cái diễn giả khác, những cái chuyên gia khác bên ngoài, các anh chị để được họ code. Cảnh đã từng đi học nên cảnh biết các anh chị.